Thế thì đấy, hầu như các cái ngôn ngữ hiện nay mọi người, các cái web hiện nay mọi người đọc lên ấy, thì đều mọi người nhấn inspect hay là mọi người nhấn ra cái source code của nó ấy, thì nó đều có JavaScript. Thì đấy, mọi người thấy cái JavaScript là một cái ngôn ngữ lập trình sử dụng trên hầu hết các website hiện nay. Đó, nên là một cái mà gần như là mọi người sẽ cần phải mọi người sẽ học, mọi người sẽ biết. Đó. Và mình với mình nhá, thì cái ngôn ngữ này nó là một cái, mọi người đợi mình chút thôi. Sorry mọi người. Sorry mọi người nha. Với mình ý, thì cái ngôn ngữ lập trình JavaScript là một cái ngôn ngữ thứ nhất là dễ học này. Cái thứ hai là mọi người làm được các cái mọi người khi mọi người làm việc với cả JavaScript thì thường JavaScript nó sẽ tương tác với HTML để nó sinh ra được cái web luôn đấy. Mọi người sẽ chạy và mọi người thấy sản phẩm của mình luôn, thì là một cái ngôn ngữ lập trình mà mình thấy là khi học ấy nó sẽ không bị nhàm chán và kiểu là buồn ngủ. Nên là mình thấy là cái ngôn ngữ lập trình này là một ngôn ngữ khá phù hợp để mọi người, với những ai mà thực hiện là bắt tay vào lập trình này đó, hay cả cái việc là mọi người muốn học một ngôn ngữ lập trình nào đấy để làm base cho các ngôn ngữ lập trình sau, thì mình nghĩ là JavaScript cũng là một ngôn ngữ lập trình khá là ổn. Với cả một cái nữa đấy là mọi người thấy đấy, hầu hết các website hiện nay ấy, thì đều sử dụng mọi người mở lên ấy thì hầu như là nó cần phải JavaScript để nó thực hiện là lấy dữ liệu này, tương tác với dữ liệu này, sau đấy để làm các hiệu ứng để làm cho web của mọi người sinh động hơn chẳng hạn. Đấy, thế thì mình sẽ cũng cần phải JavaScript đó, để nó kết hợp với HTML với CSS để sinh ra được cái web hoàn chỉnh kiểu như này, kiểu như này này. Ừ. Rồi xong về cái phần cơ bản, về cái phần khái niệm cũng như là ý nghĩa của nó. Tiếp theo thì là đến cách sử dụng. Cách sử dụng JavaScript thì mình sẽ có mấy cách sử dụng. Đó. Thì đầu tiên là cách sử dụng đầu tiên này. Đấy là mọi người, đây, ví dụ đây là một cái file bình thường nhá. Cách sử dụng đầu tiên, đấy là mọi người sử dụng cái cặp thẻ script trực tiếp ở trong trang web. Đấy, đây là sử dụng trực tiếp này. Đó. Bây giờ ví dụ như mình alert ra. Hello. C03 này. Mình chạy cho mọi người xem nhá. Đây. Đấy, ra hello xương ba chưa? Đó. Cách thứ hai là gì? Cách đây là cách đầu tiên nhá, là sử dụng trong cặp thẻ script này. Cách thứ hai. Cách thứ hai đấy là mọi người sẽ thực hiện là khai báo ở bên ngoài. Một cái file index như này. Đấy, để mà sử dụng cái file này ấy, bên đây, bên HTML thì mọi người sẽ cần phải là chỉ cái nơi mà cái thằng HTML này nó có thể đọc được cái file JS đấy, thì mọi người chỉ cần nhấn vào đây này, mọi người cầm này này, mọi người nhấn hai lần vào nó, sau đó mọi người cầm cầm nó đi, mọi người cầm đi, mọi người cầm kéo nó vô đây, kéo nó vô cái file này. Ừ. Rồi thì nó sẽ có cái này, mọi người thấy chưa? Ừ. Thì đây là cách để mọi người đưa một cái file JavaScript vào trong cái HTML đó. Thật ra là nó cũng là biến đổi từ cái thẻ script này ra thôi, nhưng mà nó có một cái đặc biệt đấy là nó sẽ khai báo cái đoạn code ấy, ở bên trong đây này, ở một cái nơi, một cái file khác bên ngoài. Đó. File JS hẳn luôn, một file JS, bởi vì mai sau chắc chắn là mọi người không phải đơn giản mọi người code một hai dòng đâu, mà mọi người sẽ code là rất là nhiều đúng không, thì mình sẽ cần tách nhiều file, nên là lúc này mình sẽ cần phải ghi file như này để nó cái đoạn code ở HTML mình ấy nó ngắn gọn và dễ hiểu hơn. Tiếp theo thì mình khi mà mọi người đưa cái file này vào nhá, thì thường mình sẽ đặt xuống dưới cái thẻ body, xuống dưới cái thẻ body. Đấy. Tại vì sao như thế thì nó sẽ liên quan đến cái mặt gọi là cấu trúc một chút. Đấy là ví dụ như là mọi người có một cái thẻ là thẻ P ở đây đi. Thẻ P ở đây. Mà trong cái JavaScript này nhá, nó tương tác với cái thẻ P đi, nó tương tác với cái thẻ P này. Nếu mà mọi người thực hiện là mọi người đặt cái JavaScript này lên trên, đặt cái script này lên trên thì có phải vào một cái nó nhìn thấy cái script này nó chạy luôn không, nó chạy luôn,
Và trong cái thẻ này là trong cái này nó dùng cái thẻ P. Vậy câu hỏi đặt ra bây giờ đặt ra là nó lấy thẻ P ở đâu, trong khi là cái phần tử ở cái thẻ P này nó còn chưa được sinh ra. Ừ, nên là mọi người sẽ cần khi mà mọi người kéo cái đấy, khi mọi người sử dụng các cặp thẻ script ấy, mọi người thường là sẽ đặt xuống bên dưới thẻ body để nó sinh ra được hết tất cả các cái phần tử mà mình tương tác với cả cái trong JavaScript vào cho nó đã. Ừ. Thì đấy là một cái số điểm lưu ý thôi. Bây giờ mình thử alert bên đây nhá. Alert. Hello. Đây, nó lại chạy này, chạy bình thường này. À, anh em thấy chưa? Ừ, chạy hello. Thế đây là cách thứ hai. Cách thứ ba là gì? Cách thứ ba nhá. Hai cách rồi. Cách thứ ba đấy là mọi người sử dụng trực tiếp ở trong bất kỳ một cái thẻ nào. À, bất kỳ một cái thẻ nào. Ví dụ như bây giờ mình có một cái thẻ có tên là button. Button. Mình gọi gõ chữ click này. Đó. Bây giờ mình không phải là mình làm như kiểu là à vào cái hàm này cái vào cái việc của vào ra và, nghĩa là nhấn ra cái web một cái thì nó sẽ chạy luôn, mà mình muốn là click vào cái nút cơ, mình muốn click vào cái nút thì nó mới hiển thị cơ. Thì đến lúc đấy thì mọi người để mà làm được như thế thì mọi người cũng sử dụng JavaScript mọi người nhá, cũng sử dụng JavaScript. Làm như nào thì mọi người sẽ để một cái ở đây là on click, on click. Thế thì on click là gì? On click nó sẽ là một cái liên quan đến sự kiện. Cái nghĩa là cái sự kiện của mà cái HTML ấy, nó đọc vào đó, nó đọc vào trong trong cái web của mình. Ví dụ như sự kiện mọi người nhấn vào cái này một cái thì nó gọi là sự kiện click. Hay mọi người thực hiện reload trang thì nó có sự kiện reload. Hay mọi người thực hiện là di chuột qua một phần tử nào đấy thì nó có sự kiện là on mouse over, on mouse out các thứ. Thì đấy đấy là thực hiện là đấy gọi là các cái sự kiện mọi người nhá, đấy gọi là các cái sự kiện. Thì ở đây mình có một cái là on click, là một cái sự kiện của HTML. Thì đấy sự kiện này là cái gì, nghĩa là khi mọi người click vào cái button này này, button mà nó đang để này, thì nó sẽ thực hiện làm một cái gì đấy bằng JavaScript đấy. Thì mọi người có thể viết JavaScript ở trong đây, mọi người có thể viết JavaScript trong đây nữa nha. Ừ, thì đây là cách thứ ba. Bây giờ mình alert ra một như này chẳng. Hello C03 đây, click này đấy, mọi người thấy chưa? Đây mình xoay này này, nó không chạy luôn như vừa nãy nữa, mà lúc này mình phải click vào thì nó mới chạy ra đấy, mình phải click vào nữa này thì nó mới chạy ra. À, thì đấy là về cái gì nhỉ? Cái cách thứ ba là cách này. Ok. Vậy câu hỏi đặt ra là còn cách nào nữa không? Thì mình sẽ còn thêm một cách nữa mọi người nhá. Còn thêm một cách nữa. Không biết anh em để ý, nói anh em để ý không? Thì là mình sẽ ví dụ mình có một cái file này như này. À, mình có một cái là Google Form đi. Đây cái mà hôm nọ mình hướng dẫn mọi người ấy. Cái hôm nọ mình hướng dẫn mọi người ấy. Đây Google Form, ví dụ như là mình lấy một cái chữ đi, mình lấy một cái chữ này đi, này thì đây hôm nọ mình đã hướng dẫn mọi người đưa vào một cái file. Cái này không 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 có nhỉ, cái này không có, cái này là CS rồi, mình muốn lấy cái JS cơ. Thì bây giờ ví dụ mình lấy một cái thư viện đi, một cái thư viện làm đây, một cái thư viện để kéo dữ liệu đi. Thì may sau mọi người nếu mà anh em nào động đến cái này thì sẽ có thể biết Axios đó. Thì đây mình sẽ lấy một cái JavaScript cho mọi người. Đâu ta, đâu ta. Đợi mình chút. Đây, mình thử là cái này xem có không.
Thì đây là cái CSS, không phải cái kia. Thôi mình hướng dẫn luôn nhé, mình chỉ mọi người luôn. Cái cách thứ ba đấy là mọi người sẽ có một cái file JavaScript như này. À, cách cuối cùng chứ, cách thứ tư đấy là mọi người sẽ có một cái file JavaScript như này này. Đó. Nhưng mà lúc này nó sẽ không trỏ đến cái file ở local, nghĩa là không trỏ đến cái file mà mình tạo ra nữa, mà nó sẽ trỏ đến ở một cái nơi lưu trữ online nào đấy, nghĩa là trên mạng ấy, nó sẽ trỏ đến cái trên mạng ấy. Thì ở đây nó có sẽ có chứa một cái đống đường link HTTP gì gì đấy, HTTP chấm chấm một đống thứ ở đây này. Thì đây trong đây nó sẽ chứa cái CDN được lưu trữ online, thì đây gọi là mình tải các thư viện online về, tải các thư viện online. Thì cách này thì mọi người sẽ thường là mọi người chỉ cần copy vào ấy để thực hiện là lấy ra các cái này thì nó được xây dựng sẵn rồi, nghĩa là họ sẽ đã tải lên ấy. Có những thứ mà mọi người sẽ không cần phải làm đi làm lại nữa, mà mình sẽ thực hiện là sử dụng các cái thư viện để mình đưa vào để làm một cách nhanh chóng hơn. Đó, bởi vì họ hỗ trợ tính năng đấy rồi chẳng hạn. Đấy. Thì đấy gọi là cái CDN mọi người nhá. Đấy là còn mình đang kéo một cái thư viện online về. Đây là cách thứ tư. Đó, cách thứ một này. Cách thứ một là sử dụng trực tiếp này. Cách thứ hai là sử dụng một cái tên thẻ này. À một cái file bên ngoài này. Cách thứ ba đấy là mọi người sử dụng là trực tiếp bằng tên thẻ này. Cách thứ tư đấy là kéo một cái file từ một cái nơi online về. Đó, một cái đoạn code online về. Đó, thì đấy là cách thứ tư. Đây là bốn cách để mọi người đưa JavaScript vào trong cái HTML của mọi người. Rồi, mình dừng lại một chút. Em câu hỏi nào không nhỉ? Hello, hello. Mọi người câu hỏi nào không ạ? Nếu ai không không ai có hỏi mọi người gõ một cho mình nhé. Ok. Rồi. Cách nào dùng nhanh với tiện nhất? Thật ra mình chỉ bốn cách ở đây thì nó đều là bốn cách mà mọi người sẽ thấy nó sẽ sử dụng tất cả, chứ mình sẽ nó sẽ không sử dụng nhiều. Còn nếu mà mình dạy để mà dạy ý, thì mình sẽ sử dụng trực tiếp là cái này, là bởi vì là mọi người sẽ ghi kiểu nhìn trực tiếp được luôn đấy thì nó sẽ dễ dàng nhất. Chứ còn nếu mà ở một cái web thật ý, thì họ có thể là họ sử dụng cả bốn cách luôn, họ sử dụng cả tất cả bốn cách. Thì mình sẽ cần phải biết là có những cách nào để mà khi mà người đọc đến đoạn, ví dụ mình đọc đến đoạn code này chẳng hạn, đọc đến đoạn code này thì mình biết là à đây là ông ấy đang sử dụng JavaScript vào trong đây. Đó. ACS là một thư viện JS có thể thay thế việc viết tính năng gì bằng bằng JS bằng tay. Viết tính năng. ACS ấy, thì nó là một cái thư viện, nghĩa là mai sau mọi người sẽ có hai lơ nhá. Mọi người sẽ có một bên gọi là backend, nghĩa là mọi người có một lơ chứa dữ liệu này và một cái giao diện. Thì cái phần giao diện có phải là thường là HTML không? Cái là mọi người đang làm là HTML đúng không? Thế thì nó sẽ cần một cái gì đấy để kéo dữ liệu, từ backend lên frontend. Đấy, kéo dữ liệu được từ backend lên frontend. Từ nghĩa là từ cái nơi có dữ liệu lên cái đằng giao diện. Đó. Thì cái thằng ACS nó là một thư viện để hỗ trợ mọi người làm cái nhiệm vụ đấy. Nghĩa là mọi người sẽ không phải đi xây dựng lại từ đầu cái nhiệm vụ đấy, mà bây giờ mình sẽ thực hiện là cài nó vào và mình sử dụng sẵn luôn. Thì đấy là thư viện về cái ASIUS cả và cái công dụng của nó. À, một cái ví dụ. Hướng dẫn lại cách viết từ Văn Ngọc hỏi gì nhỉ? Hướng dẫn lại cách viết. À, kết nối JS. À, ok. Từ file bên ngoài đúng không? Ok. Đây nhá, mình sẽ tạo một file JS index.javascript nhá. Cách thứ nhất, đầu tiên là mọi người có thể viết như này. Đấy là trực tiếp, nếu anh em nào mà nhớ cú pháp thì anh em có thể đây, như này. Sau đó là để cái src ở đây. src đây nó là gì? src đây nó sẽ là cái để mọi người khai báo ra cái sục, nó viết tắt của từ sục code đấy mọi người. Đó, sục code đấy. Thì mọi người sẽ ghi thực hiện là index chấm js. Thì đây là mọi người đang sử dụng cái file bên ngoài được này.
Cách thứ hai đấy là mọi người sẽ sử dụng luôn cái tool có ở trong cái tính năng có trong cái thằng WebStorm. Đấy là mọi người chỉ cần trỏ vào nó, mọi người trỏ vào cái file đấy, sau đó mọi người cầm kéo nó vô đây. Ừ, thì nó sẽ có hiện ra, thì hiển thị ra một cái đoạn code như này, thì mọi người chỉ cần kéo xuống dưới là được. Đây, kéo xuống dưới là được. Đó, kéo xuống dưới. Thì đấy là cái về cái cách sử dụng này. Hello thầy, ý là thầy viết lại cái alert ở trong cái file index.js á, có nó có, đúng rồi. Xong mà mở màn hình này có nó hiện không? Tại vì mình viết nó không có hiện lên. Đúng À, còn chị đâu nghe rồi. hả? Ok, em nhá, em kéo lại này. Hiện chứ? Hiện à? Ok, Rồi. để làm lại cái. Đâu, chị sẽ lên luôn màn hình để xem nào. Sorry. Secrets. SRC. À, ok, rồi. Script. Index.js đâu, chị còn xin đâu. Index.js. Chị mở file index.js xem sao. Alert chữ hello. Hello là một cái chuỗi. Và chuỗi ở trong Java, JavaScript ấy, thì bắt buộc là mình phải làm trong một cái dấu ngoặc. Hoặc kép. Ok. À, script trong body không vấn đề nhé bạn Trần Huy nhé. Nó cần là nó dưới các tất cả các cái thẻ mà có bên trong cái body là được. Chứ vừa nãy là chị viết sai cú pháp thôi, sai cú pháp bên JS thôi. Chỉ cần mình viết Ok. ra JavaScript rồi. Rồi, được rồi thầy. Cảm Ok. Rồi. Mình chú ý đúng cú pháp nhé. Nó thường là nó sai cú pháp thì nó sẽ báo báo đỏ hoặc là nó báo bôi bôi ấy. Thì mình xem thử, mình dí vô thêm thử xem là cái gì. Đây. Ok, thì đây là rồi, thì đây là bốn cách. Tiếp theo thì mình sẽ sang cái phần đấy là input và output ở trong cái thằng JavaScript, thì mọi người biết như nào input ở trong JavaScript. Thì chắc là như anh cũng đã nhắc cơ bản về biến rồi. Đây, tiếp theo mình sẽ đi tạo một cái file là index 2 nhé. Đây, mình sẽ hướng dẫn mọi người cái script này. Chắc là như anh cũng đã đi hướng dẫn mọi người cơ bản về biến rồi. Biến nó là cái gì? Biến là một cái, nghĩa là mọi người làm, khi mà mọi người làm việc nhé, chắc chắn là mọi người sẽ cần phải thực hiện là tương tác với số này, tương tác với chữ này, hoặc tương tác với một cái giá trị gì đấy để làm đại diện cho dữ liệu, đúng không? Vậy thì nó sẽ cần một cái, các cái thực hiện là đặt tên cho các cái, nghĩa là mọi người sẽ không thể nào mà mọi người thực hiện là bảo là 1 cộng 1 bằng 2, sau đó này thực hiện là đoạn code của mọi người không đơn giản là 1 cộng 1 bằng 2, mà đoạn code của mọi người nó sẽ có nhiều thứ phức tạp hơn. Nghĩa là ở đây nó có một cái đoạn dữ liệu, ở đây có một cái dữ liệu này, ở đây có một cái dữ liệu này, và đến một đoạn khác rồi có một cái dữ liệu khác. Ừ. Vậy làm sao để mình thực hiện là tương tác với tất cả các cái dữ liệu đấy? Đó. Nếu mà cả hai cái dữ liệu nó cùng cùng là số 1 thì sao? Thì làm sao mình biết là cái nào, đúng không? Vậy thì lúc này mình sẽ cần một cái nơi lưu trữ này và cái tên cho nó, nghĩa là và cái tên cho cái vùng nhớ chứa dữ liệu đấy. Và vậy cái đấy nó là cái gì? Cái đấy nó chính là cái biến. Đó. Nó ví dụ như ngoài đời thôi. Đấy là mọi người, ví dụ là mọi người làm con người nhá, mọi người là người này, mình thực hiện là ra ngoài. Nếu mà mình không có tên thì thật ra là cùng là thực thể người nên là chả biết làm sao để phân biệt được cả. Đó. Nghĩa là mọi người sẽ, chắc chắn mọi người sẽ cần một cái gì đấy, một cái thực hiện là tên chẳng hạn, một cái tên hoặc là một cái số căn cước công dân, chứng minh nhân dân để thực hiện là phân biệt giữa chúng nó. Để phân biệt hoặc là đánh dấu. Tương tự như vậy thì ở trong cái thằng Java hay là bất cứ một cái ngôn ngữ lập trình nào khác ấy thì nó đều có biến thôi.
nhưng mà cái cú pháp khai báo của nó sẽ khác nhau ở các ngôn ngữ lập trình. Thì vậy thì biến ở trong JavaScript nó sẽ được khai báo như nào? Biến ở trong JavaScript nó sẽ được khai báo như thế này mọi người nhé. Ví dụ như mình là khai báo một cái số 1. Đó. Thì mọi người sẽ sử dụng từ khóa let. Sau đó mọi người ghi tiếp theo là mọi người ghi cái chữ a. Đây nó chính là biến. Đây chính là cái tên biến. Đó. Và đằng sau mọi người gán cái việc mọi người ghi bằng như này, như là mọi người đang đi gán cho nó ấy, bằng một cái giá trị nào đấy. Đó. Thì ở đây mình gán cho nó bằng một chẳng hạn. Đấy. Đây. Nét. Sau đó có một cái lem đi là bằng. Nếu mà mọi người muốn ghi trong chuỗi nhá. Chuỗi ở trong JavaScript ấy, thì nó không được phép là vứt chơi vơi như thế này. Đó. Không được phép vứt chơi vơi như này. Cứ cái đoạn nào mà mọi người động đến cái giá trị là một cái chuỗi, một cái string thì mọi người sẽ phải thực hiện là sử dụng đóng nó trong dấu cái dấu ngoặc kép như này. Hoặc là dấu ngoặc đơn, hoặc là dấu ngoặc đơn. Như này. Đấy. Ừ. Thì đây là cái cách để mọi người khai báo về chuỗi. Cách để mọi người khai báo về chuỗi. Với cả biến, với cả đây, mà đây là một người đang đi khai báo ra các cái tên biến này để đại diện cho các cái giá trị. Đại diện cho các cái giá trị. Rồi. Tiếp theo thì đến input và output đúng không? Thì mình sẽ đi làm cái output chứ. Cái output là cái một cái khá là dễ. Cái output là cái khá là dễ. Mình sẽ hướng dẫn cái output chứ nhé. Thì một số các cái hàm có sẵn để mọi người thực hiện làm output thì cái đầu tiên là mà cái mà mọi người thật ra là cái mà lẫy mọi người làm rồi đấy chính là alert hello world. Như này là một cái để mọi người thực hiện là hiển thị này. Đây mình thử chạy nhá. Hello world. Đấy, chạy thành công rồi. Tiếp theo, ngoài cách này thì câu hỏi đặt ra là còn cách nào khác không? Thì đương nhiên là sẽ còn, chứ không phải đơn giản một cách. Mình sẽ còn một cách nữa, đấy là mọi người sẽ sử dụng. Đây là hiển thị ra hộp thoại này. Cái thứ hai. Cái thứ hai đấy là mọi người sẽ sử dụng từ cái console log nhé. Mọi người sử dụng cái log nhé. Đó. Log hello world. Đây, mình comment lại. Mình đi nhanh phần này nhé. Chắc là như anh và buổi trước như anh cũng nói khá là rõ cái này rồi. Đây, tiếp theo là console log này. Console này. À, mọi người thấy chưa? Cái chữ Hello World này, thấy chưa? À, thì đây là nó hiển thị ở trong cái màn hình này, nó một cái màn hình dev tool, một cái màn hình cho dành cho dev, nghĩa là ông ấy có thể thực hiện là quan sát các cái giá trị ở một cái web mà ông ấy thực hiện là log ra. Thì đây gọi là log ở trong console nhé, nó còn trong console. Thì là cách thứ hai. Cách thứ ba, đấy là mọi người có thể sử dụng như nào? Cách thứ ba đấy là mọi người có thể sử dụng là document.write. Vũ Linh chẳng hạn. Mình có thể sử dụng cả ba cách cũng được nhé, không vấn đề nhé. Đó. Nhưng mà mình thường là mình sẽ làm một cái thôi. Đó. Đây, mọi người nhìn cái chữ Vũ Linh cho. Đó. Xoay này là Vũ Linh này, đã hiển thị lên. Nghĩa là đây là hiển thị trực tiếp ra web, đây là hiển thị trực tiếp ra một cái web luôn, trực tiếp ra web. Rồi. Thì đây là ba cách cơ bản nhất, ba cái cơ bản nhất. Có một cách nó sẽ nâng cao hơn một chút ở cái giai đoạn đầu mọi người học, nhưng mà với mình thì nó mình nghĩ là cũng không khó với mọi người đâu. Đấy là như này, ví dụ như mình có một cái thẻ P như này. Đó. Mình muốn là sử dụng JavaScript, nghĩa là lúc đầu nhá, lúc đầu ấy nó chạy thì nó chưa ra cái gì, nhưng mà mình muốn sử dụng JavaScript để mình thực hiện là đưa dữ liệu từ JavaScript lên cái thẻ P này.
mọi người có thấy có đúng không? Mai sau nhé, cái chắc chắn là trong cái thẻ này của mọi người, ví dụ trong cái thẻ P này nó một cái đoạn văn bản chẳng hạn, dữ liệu nó ở một nơi, và cái thẻ P này nó nằm một nơi, đấy. Thế thì đương nhiên thì ngay lần đầu tiên mà thực hiện, mọi người làm sao để biết là dữ liệu nào nó sẽ được thay vào trong đây không? Ví dụ như mọi người ghi thẳng ở trên web như này là hello, thì nếu mà để nguyên như này nhá, thì có phải là từ đấy trở đi cái web của mình nó sẽ chỉ có chữ hello không? Đó. Nó chỉ có chữ hello đúng không? Đó. Vậy làm sao để tôi thực hiện là tôi cái dữ liệu trong đây nó động đi, nghĩa là nó có thể thay thế vào được? Thì có một cách, đấy là mọi người làm như này. Mọi người sẽ đặt cho nó một cái ID là bằng tách đi chẳng hạn, đặt là gì cũng được nhá. Cái ID này mọi người cứ tưởng tượng như một cái căn cước công dân đấy cho cái thằng thẻ P này. Đó. Và các cái thẻ nhá, nghĩa là có nhiều nhiều thẻ P thì nghĩa là có, ví dụ ở đây có một cái thẻ DIP chẳng hạn. Thì các cái thẻ thì không được phép là trùng tên, không được phép là trùng, à, mọi người nhìn nó báo đỏ luôn này, đó, không được phép là trùng cái ID, bởi vì mọi người tưởng tượng là làm gì có ông nào thực hiện là cho phép là trùng cái căn cước công dân đúng không? Đó, để đánh dấu nó, đây là đánh dấu nó là duy nhất, đấy, đánh dấu cái thẻ P này là duy nhất. Đấy. Thì mọi người đầu tiên mọi người đi là cái ID cho nó nhé. Tiếp theo thì đến cái đoạn để hiển thị dữ liệu từ JavaScript lên trên cái thẻ P có ID là text, thì mọi người sẽ sử dụng tự như này, đấy là document chấm get element by ID. ID là gì, nghĩa là mọi người đang document nó sẽ là một cái đối tượng để mọi người thực hiện là lấy ra được cái thẻ P này, lấy ra được các cái thẻ, lấy ra được các cái phần tử ở trong HTML. Ở đây mình get element by ID nghĩa là mình đang thực hiện là lấy ra cái thực cái phần tử bằng ID. ID là gì đấy, ID là text, thì mình đặt ở đây ghi đây là text, sau đó mọi người chấm inner HTML. Inner HTML là gì, nghĩa là mọi người muốn thể hiển thị cái gì, hiển thị một cái định dạng gì ở bên trong cái thẻ P này. Tôi muốn hiển thị cái thẻ H1 bên trong đây chẳng hạn, thì mọi người để cái, mọi người sẽ đóng vào chuỗi nhá, bởi vì bên đây như mình vừa bảo, cứ cái giá trị nằm ở trong cái thằng JavaScript thì phải là như này, H1. À, mình sẽ khai báo hello world đi, H1 hello world. Hello world. Mọi người thấy chưa? Ra chữ hello world này. À, thì đấy là mình đang đi thay vào cái thẻ P sử dụng JavaScript nhé. Mình đang sử dụng JavaScript đấy. Thấy chưa? Ừ, thì đây là cách thứ tư mà mình nghĩ là cách nâng cao nhất. À. Rồi, dừng lại một chút. Anh em có câu hỏi gì về cái phần document get element by ID này không? À, có phần nào mọi người chưa hiểu không? Alo. Alo. À, anh em ok rồi, anh em góp một cho mình nhé. Ok, không có. Tốt quá nhỉ. Khi nào mình cần sử dụng cách này? Cách này thì thường cách thứ hai này là console log này, thì thường được sử dụng nhiều trong quá trình là mọi người thực hiện là fix bug này, sửa lỗi này, để mọi người thực hiện là hiển thị ra giá trị mà không làm ảnh hưởng đến giao diện đấy, đúng không? Mọi người để ý này, cái này thì thường không ảnh hưởng đến giao diện đúng không? Đó. Cách đầu tiên thì sẽ là thường là để mọi người hiển thị nó một cái thông báo gì đấy thôi, một cái thông báo. Và cách này thì nếu mà ở cái web thật đấy, cái web thật thì nó lại ít sử dụng, bởi vì sao? Bởi vì là cái giao diện của nó khá là cơ bản, giao diện nó cũng không được đẹp cho lắm đấy, thì nên là cách này chỉ để học thôi. À, cách đầu tiên chỉ để học này. Cách thứ ba cũng tương tự như vậy, nếu mà mọi người hiển thị trực tiếp ra web thì làm sao mà mình thực hiện trực tiếp ra web được. À. Vậy thì cách cuối cùng này sử dụng khi nào? À, thì nó sẽ dựa vào cái như mình vừa bảo ấy, là mọi người sẽ, cách này cũng sử dụng khá là nhiều, đấy là mọi người sẽ thực hiện là mọi người muốn là thay thế một cái đoạn code nào đấy là dữ liệu động, nghĩa là lúc đấy thì mình, bây giờ ví dụ như mọi người không muốn là cái chữ hello world này đúng không, thì mọi người hoàn toàn vào trong JavaScript mọi người làm sao đấy, mọi người thực hiện là cái việc là mọi người đưa dữ liệu thay cái chữ world vào đây là thành C03 ấy, nó khá là dễ dàng đó. Nên là cách này cũng sử dụng khá là thường xuyên. À,
Nếu CZ thì sao? Thì sao? Ý của bạn Tuân là như nào nhỉ? Nếu nghĩa là À, đúng rồi, CS cho cái H1 thì vẫn bình thường hay sao này? đúng rồi, nghĩa là bây giờ ví dụ như mình vẫn sử dụng cái style đây nhé, vẫn sử dụng style đây, H1 mình CS cho cái H1 này, nghĩa là mình đi trang trí cái H1 này, color, định tinh, nghĩa là nó vẫn ăn cái CS nhé, thấy chưa? Không vấn đề gì cả, cứ làm bình thường luôn. Đó. Miễn là mọi người biết là trong đấy là có một cái thẻ H là được, H là được, thì mọi người biết là để mọi người biết đường CSS là được. Đấy. Còn lại nó vẫn nó thực hiện, nó thay lên đây nhá, chả khác gì mọi người thực hiện, mọi người nhét cái hẳn hẳn cái thẻ H1 lên đây, sau đó mọi người thực hiện là CSS cho nó thì nó cũng hoạt động như thế thôi, không vấn đề gì cả. Ok chưa? Rồi. Hello Linh, Vâng. chị thắc mắc một chút cái cách thứ hai ấy, cái console dot lót á, Ừ, vâng. tại vì những cái cách kia, cái alert hay là cái document chấm Chấm dry y á, đọc như hay một là cái cái bài từ đó là nó đều hiện lên web hết, có nghĩa là đi. mình thấy được. Còn cái Ừ. console dot lót á là nó hiện lên trong cái console dot lót, thì mình Đúng. không biết là cái đó để làm cái gì. Cái này nhá, như em vừa bảo thì chắc chắn khi mọi người code ấy, thì cái luồng logic của mọi người không thể là nó cũng đúng được đúng không? Không thể là nó đúng được. Thì thường cái màn hình console này ấy, cái màn hình đây này, màn hình này này sẽ dành cho các cái ông dev, bởi vì nó mọi người để ý là khi hồi trước trước giờ mọi người làm web chẳng hạn thì ít khi ai thực hiện là vào trong đây mọi người thực hiện, mọi người nhìn đúng không, thường là sẽ dành cho các ông dev để thực hiện là nhìn được cái dữ liệu bên trong đây, và khi mọi người console log ra mọi người để ý là nó có ảnh hưởng gì đến giao diện không, ba thằng kia chắc chắn là ảnh hưởng đến giao diện nhé. Đó. Nhưng bây giờ thực hiện là bây giờ mọi người thực hiện là muốn là thực hiện sửa lỗi, nhưng mà mọi người làm ảnh hưởng giao diện, nghĩa là mọi người sửa chỗ này thì lại bị lỗi chỗ kia, thì có phải là hỏng không? Nên là cái console log này thường là sẽ sử dụng để quan sát các cái giá trị để thực hiện là sửa lỗi hay là để thấy cái giá trị ra. Đó. Đấy là nhiệm vụ của nó chị ạ. Ừ. Ok chị. Bên mình ồn quá. Để khi mà mình viết cái ba cái cách còn lại thì mình viết thêm cái con số dot lót này để mình sửa lỗi cho dễ, hay là Đến lúc nào mình cần sửa lỗi hay lúc nào mình cần hiển thị một cái giá trị của một cái biến nào ấy, nghĩa là cần giải hiển thị giá trị của, ví dụ mình muốn, ví dụ mình em có một cái led A đây nhá, A đây, bây giờ ví dụ như không may là ở đây có một đống code, ở đây có một đống code này, ở đây trong đây có một đống code đó, bây giờ tự dưng đến cái dòng này ấy, em không đang không biết thằng A nó có đang mang giá trị là bao nhiêu, bởi vì trong đây nó có thể thay đổi cái giá trị của thằng A mà. Đó, nó làm thay đổi, ví dụ nó gán lại A bằng 10 hay A bằng gì đấy. Ở đây nó thực hiện là A bằng 10 chẳng hạn. Đó, sau đấy nó lại thực hiện là nhân chia cộng trừ gì nữa. Đó. Thế xong xuống dòng thứ 22 này, tôi muốn là A hiển thị ra giá trị của A mà lại không làm không ảnh hưởng đến giao diện để quan sát được giá trị của A ấy. Thì mà chỉ cần ghi A vào đây thì nó sẽ hiển thị ra giá trị của A thôi. Rồi, ok. Ok. Rồi, rồi, cảm ơn em. Đó. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ sang cái mình xong input rồi thì mình sẽ sang cái output. Mình xong cái output rồi mình sẽ sang cái input mọi người nhé, sang cái input. Thì input của mọi người thì hôm nay thì mọi người cách đầu tiên thì là một cách khá là dễ. Cách đầu tiên thì khá là dễ. Mình tạo một cái index 3 đi. Ví dụ như đây script này, ví dụ như mình có một cái biến là let a đấy như này, thì mình sẽ thực hiện có một cái hàm, có một cái gọi là cái chức năng có sẵn ở trong JavaScript để hỗ trợ mình nhập dữ liệu từ trên cái màn hình, là cái màn hình pop up ấy, từ trên cái màn hình pop, đấy là mọi người sử dụng Chrome. Chrome nhé, đây. À, hãy nhập dữ liệu chẳng hạn. Dữ liệu này. Sau đó em thực hiện là alert A đi, alert A. Nghĩa là như nào? Ở đây.
Bây giờ mình sẽ thực hiện chạy đã nhé, cứ chạy xong giải thích. Nhập dữ liệu này, nó mới yêu cầu mình nhập dữ liệu. Thì ví dụ mình sẽ nhập vào đây là Hello Sông 3. Thì ra, là chữ Hello Sông 3. Vậy cái này nó hoạt động như nào? Như là mọi người sẽ thực hiện, ở đây nó sẽ thực hiện là nó yêu cầu mình nhập dữ liệu này. À, sau khi mình nhập xong, ví dụ mình nhập vào là Hello C03, thì nó sẽ thực hiện nó đưa cái dữ liệu Hello C03 này cầm chỗ đưa cho ông A cầm, đưa cho ông A cầm, sau đó nó thực hiện nó hiển thị lên cái ông A này, lên cái hộp thoại thôi. Đấy, thì ví dụ như đây mình nhập là Hello C03 đấy, Hello C03 chẳng hạn. Đó, thì có phải nào nó sẽ gửi cái dữ liệu này cho thằng Nga, Nga cầm sau đó là mình hiển thị lên thằng Nga thì mình có lướt lên thì là Hello C03. Đó, mọi người thấy chưa? Đó, thì đấy là cách đầu tiên, là cách khá là dễ. Đấy là mọi người sử dụng một cái này là Chrome thôi. Đấy, một cái Chrome thôi. Cách thứ hai thì nó phức tạp hơn. Phức tạp hơn. Nhưng mà lại hay được sử dụng hơn với những cái web thực tế. Hay được sử dụng hơn với cái web thực tế. Rồi, ví dụ như mình có một cái ô input ở đây, type text chẳng hạn. Ở đây mình cứ tương tự, mình cũng có một cái ID nhé, ID là name chẳng hạn. Sau đấy này có một cái flex holder là thực hiện cái tiêu đề ấy. Cái tiêu đề là name. Sau đấy mình có một cái button nhập. Đây. Đây. Bây giờ ví dụ như là tôi muốn là nhập vào đây là link, sau đó nhấn nhập một cái thì nó hiển thị ra cái màn hình, nghĩa là hiển thị ra cái dữ liệu ở trên cái pop-up là alert. Vậy câu hỏi là ra đặt ra bây giờ là làm sao để lấy được cái dữ liệu từ cái ô input này? Làm sao để lấy dữ liệu từ input? Mọi người thì lại quay trở lại cái câu hỏi vừa nãy mà mình hỏi. Đấy là mọi người vừa hiển thị được cái gì? Mọi người vừa hiển thị được cái gì đây? Mọi người dùng cái gì để mọi người hiển thị lên một cái thẻ đây? Một cái thẻ thì mọi người đang dùng cái gì đây? Chính là document.getElementById. Document.getElementById. Vậy thì tương tự như vậy, bây giờ ông muốn kéo dữ liệu. Ông ấy muốn kéo dữ liệu từ một cái ô input, từ một cái ô input thì ông cũng phải sử dụng document.getElementById mọi người nhé. Cũng phải sử dụng document.getElementById. Nhưng mà khi mà mình thực hiện là khi nào mình mới lấy dữ liệu của nó, thì có phải là khi mọi người nhấn nhập thì nó mới lấy dữ liệu không? Đó, để nó hiển thị lên mà. Khi mọi người nhấn nhập thì nó mới lấy dữ liệu. Thế thì để làm được như thế thì mình sẽ phải tạo một cái hành động, nghĩa là hành động khi mà click vào cái nút nhập ấy thì nó mới chạy. Nghĩa là đây, tạo một cái hành động để khi click vào nút nhập thì nó mới chạy. Thì mọi người sẽ tạo bằng cách là mọi người tạo như này. Mọi người sẽ sử dụng một cái từ khóa có tên là function. Sử dụng một từ khóa function, cách này hơi nâng cao mọi người nhé. Sử dụng một từ khóa tên là function, sau đó mọi người thực hiện là đặt tên cho nó, đặt tên cái hành động đấy. Hành động đấy là mình lấy là get data đi. Get data. Sau đó mọi người mở tròn, sau đó mở nhọn. Thì đây là cú pháp của nó thôi. À, mình sẽ có một bài riêng về cái này nhá. Còn hôm nay anh em chưa chưa kiểu là chưa lắm sâu của nó ấy, thì anh em cứ học cách khai báo thôi. Thì đây là cách để mọi người khai báo ra một cái hành động, hay còn gọi là một cái phương thức để mọi người thực hiện một cái hành thực hiện một lúc nào đó. Thì có phải vừa khi nào thì thực hiện cái hành động get data này, thì có phải như mình vừa bảo là khi mình click vào đây không thì nó mới thực hiện đúng không? Đó. Vậy bây giờ cái gì đại diện cho cái nút click, cái hành động click đấy, thì nó chính là on on click. On click, sau đó mọi người truyền cái get data vào. Thì đây, ý nó bảo là khi click vào nút nhập thì gọi đến cái hành động get data này cho tôi. Thì bây giờ mình chưa lấy dữ liệu của thằng này vội nhá. Mình mới chỉ là thử là nhấn vào cái nhập đường cái, sau đó là mình thực hiện là alert lên là xin chào mọi người, xem có được không? Alert lên xin chào mọi người. Mọi người. Đây, nhấn nhập này. Xin chào mọi người. Mọi người thấy chưa? Quay trở lại lần nữa, nhấn nhập này.
Xin chào mọi người. Đấy, thì nghĩa là bây giờ mình đã tạo được một cái hành động chỉ chạy khi mà mình click vào cái nút nhập này rồi. À, nhưng mà bây giờ cái mục tiêu của mình không phải là in ra cái xin chào mọi người, mà mục tiêu của mình là lấy dữ liệu từ cái ô của nút này cơ và hiển thị lên màn hình cơ. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi sửa lại cái logic ăn code ở bên trong đây. Ừ. Thì bây giờ cần kéo dữ liệu từ một cái nơi khác về đúng không? Cần kéo dữ liệu từ cái ô input này về đúng không? Đấy. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện là sử dụng cái tương tự như bên kia. Document.getElementById. ID ở đây là gì? ID ở đây nào? Mọi người nhìn ID của cái ô input đấy nào, ô nhập dữ liệu đây nào, lên. Sau đó mọi người sẽ chấm. Vừa nãy là mình chấm để hiển thị ra thì mình là chấm inner.html. Còn bây giờ mọi người muốn bắt cái value, muốn bắt cái giá trị của cái ô input ấy, mọi người sẽ chấm một cái là chấm value. Như này. À. Ừ, thì đương nhiên là bây giờ mọi người đã lấy được dữ liệu của nó rồi đấy. Nhưng mà có một cái là mọi người đang chưa hứng nó vào một cái thằng một cái tên nào cả, hứng nó vào một cái để gọi ra nó được cả. Thì mọi người sẽ đặt tên cho nó. Thì ở đây mình đặt một cái biến nhé, cái tên biến là let name input chẳng hạn, đặt tên là gì cũng được. Input value 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 input sẽ bằng document.getElementById. Đó, nghĩa là lấy ra cái thẻ, đầu tiên là getElementById là cái cách để nó lấy ra cái thẻ này này. Sau đó chấm value, nghĩa là nó đi lấy cái giá trị của cái thẻ này. Ừ, giá trị của cái thẻ này. Đó, thì cái giá trị của thẻ này sẽ được hứng vào trong cái value input này. Sau đó mình hiển thị ra thôi. Alert value input. Người xem đúng nhá. Alo mọi người. Đây mình nhập này. À, link này. Thấy chưa? Thì mình đã lấy được dữ liệu rồi. À, nhập về và thực hiện khi nào mới lấy dữ liệu, chỉ khi mình nhấn nhập thì nó mới lấy dữ liệu nhé. À, mọi người thấy chưa? Ừ, thì đấy là về cái cách để mọi người sử dụng bắt dữ liệu từ một ô input trên HTML, và cách này thì thường được sử dụng hơn. Và đương nhiên thì ở cái giai đoạn đầu mấy nữa mọi người nhìn thì mọi người học qua bài function các thứ, người dùng quen nghe rồi thì mọi người nhìn nó sẽ dễ. Nhưng mà bây giờ giai đoạn đầu thì có thể nó sẽ hơi khó hơn một chút, nâng cao hơn với kiến thức hiện tại một chút. Ừ. Thì mọi người cứ biết cái công dụng của từng đoạn code là gì là được. Đó. Rồi, mình dừng lại một chút. Mọi người có câu hỏi nào không nhỉ? Hỏi mọi người câu hỏi nào không? Alo. À, chị có câu hỏi cái function get data, cái get data đó là một cái gọi là cái hàm hả, hay là một cái tên bất kỳ mình có thể đặt? Mình không bắt buộc phải là theo theo là đặt là get data nhé, mình đặt gì cũng được, thì nó chỉ là một tên của một cái hành động thôi, tên của một cái hàm, đúng rồi đấy, tên của một cái hàm, nó là tên. Có nghĩa là cái tên này là mình sử dụng bất kỳ tên nào cũng được, hay là bắt buộc phải gọi cái hàm này ra? Sử dụng bằng cái nào cũng được, sử dụng bằng cái gì cũng được, A cũng được, nhưng mà khi mà gọi ấy, thì mình sẽ phải gọi y hệt như nó thì nó mới được. Gọi đúng tên đúng Đúng rồi, đúng tên của nó thì nó mới được. Đó. không? Ok, rồi cảm ơn Ok em. chị. Rồi, đâu. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Huy. Nếu thay bằng document.write là của cái value input thì nó sẽ có thay không? Nó sẽ in dưới ô input. Thì bây giờ mình sẽ quan sát nhé. Document.write. Đó. Thì bây giờ mọi người quan sát này. Thì bây giờ mình thử nhập này. Link này. Nhập thì tại sao nó bị cái như này, tại sao nó bị như này, nó hiển thị là một trang mới, đấy là về cái document.write, đấy là một cái đặc điểm của document.write nhé, nên là lý do tại sao nó ít sử dụng là như vậy đấy mọi người ạ. Bởi vì là khi mà mọi người thực hiện sử dụng document.write thì nó sẽ in các cái dữ liệu trong document.write ra một trang HTML mới, ra một trang HTML mới nhé, thay thế cái trang trang cũ. Vậy thì bây giờ làm sao để in dữ liệu ở dưới ô input nhưng mà như bạn Huy đã nói, làm sao để in dữ liệu ở bên dưới ô input như bạn Huy đã nói, thì mọi người sử dụng cái gì mà mình vừa học, có phải bây giờ mọi người đặt một cái thẻ P đấy không?
sau đó mọi người đặt cái ID sẽ bằng là kết quả KQ hả, kết quả. Sau đó có phải là bây giờ mọi người muốn hiển thị ở lên cái KQ này đúng không, thì mọi người chỉ cần document chấm lấy về cái thẻ đấy ra, lấy về cái thẻ đấy thì là get element by ID KQ đó. Sau đó muốn hiển thị cái dữ liệu lên cái trong cái thẻ P này đúng không, thì là chấm inner HTML đấy. À, mọi người không muốn hiển thị thẻ P, mình có thể hiển thị thẻ H nhé, mình hiển thị H3 đi đấy. KQ ở đây mình hiển thị là cái gì đây, value input đúng không, thì mọi người điền value input vào đây thì nó sẽ hiển thị bên dưới. Thử lại này, link thấy chưa. Thì đây đây là cái mà kết hợp được cả hai cái này, và hai cái này thì sẽ thường sử dụng hơn nhá, thường sử dụng hơn. Còn những cái cách như ở document.write, alert rồi các cách document.write thì nó sẽ thường là dùng để mọi người học thôi, để thì hiển thị kết quả cho nó nhanh ấy. Ok rồi, còn câu hỏi nào nữa không ạ? Nếu cũng rồi bây giờ thì nhiệm vụ của mọi người là đi thử làm cái này đi, mọi người đi làm cái bài mọi người đi làm một đoạn code như này cho mình, sau đó mọi người test xem là chạy không, mọi người test xem chạy không, đi làm này. Xong thì mọi người gõ một cho mình trên thanh chat nhé, người đi, đi code luôn đi cho mình nhớ. Bị lỗi hay là có câu hỏi nào thì mọi người hỏi luôn, thì mở mic hỏi mình luôn nhé, hoặc là mọi người chat cũng được. Ok các bạn làm khá là nhanh. Không biết hôm qua có bạn nào có vấn đề về Git nhỉ? Bạn có thể chia sẻ màn hình để mình bạn nào có vấn đề về Git nhỉ? Có thể chia sẻ màn hình không? Để mình để xử lý luôn nhé. Không là để mọi người thực hiện nộp bài các thứ luôn, để lâu về sau là cũng mệt đấy. Bạn nào về có vấn đề về Git ạ?
À, em thầy ơi. Ok rồi. Rồi, mời bạn xem màn hình. Nó đang không biết được hay gì không bạn? Trời, trời. Để em chia sẻ ra mà. Ok bạn 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 thử show lỗi nào. Nó đang bị lỗi như thế nào thì để mình cần fix. Nó đang không biết được hả? Đấy là em quên cái S file vô cái zip á. Rồi bạn bạn cứ đăng nhập rồi đó. Rồi. Đây là hai. Ok. Này. Đâu bạn muốn add file một cái file nào lên Git này nhỉ? Đâu bạn mở cái file và muốn add lên đi. Mà muốn add đâu? Bạn mở cái dự án ở trong máy mà bạn muốn add đấy. Bạn nhấn vào web storm đi, bạn muốn nhấn web storm đi cho nó dễ mở, mở luôn. À Bạn nhấn vào ok, bạn mở từ trong đây. đây đây cái này là hay Ok, bạn muốn đẩy cái file này lên đúng không, lên trên dạ Git đúng kia. rồi. Ok bạn mở to cái màn hình lên. À, mở to cái màn hình code này. Ok bạn bảo Thăng nhé, để bạn đợi chút để mình fix xong Git mình sẽ giải thích nhé. Bạn mở cái file cho nào, bạn mở cái file ở bên trên này, ở bên trên cạnh cái index, cạnh index có cái hình biểu tượng của directory. Ok. Bạn muốn đẩy một file, bạn muốn đẩy cả cái folder này lên đúng không? Để một git này đúng Đúng, không? đúng rồi hết luôn thầy. Ok, rồi bạn mở cái terminal lên cho mình. Bạn git init cho mình xem nào. Bạn gõ các lệnh git init đi. Git init. Ok. Git add chấm nào, bạn git add chấm. Nhấn vào. Git add chấm. Rồi, git trừ mà cách ra. Rồi. Ghi gì đấy? Để tập đúng rồi. Ok, rồi bạn sang kia bạn copy cái remote đi. Remote, ok. Ok, enter. À, ok. Bạn mở cái file này. Hình như là nó đã bị là áp bởi trong một vào trong một cái git nào đấy rồi, mình nghĩ là mình bị áp sai từ lúc nào đấy rồi ấy. Thì bây giờ bạn vào trong cái file trong máy, mở ổ C này, vào code zip, vào demo git cho mình. Demo git. Đúng rồi. Bạn xóa cái chấm git đi cho mình. Xóa local rồi. Ok, tiếp theo thì bây giờ bạn đi thực hiện là các bước lại từ đầu, git init
Đó. Rồi. Xong là dán cái remote ở ngoài. Git put remaster được. À, ok đấy, bạn sang khi bạn xoay này xem. Rồi. À lên này, cảm ơn anh. Ok, lộ bài nhá. Ok. Hai à. Rồi. Ok, rồi. Bạn có thể tắt xe nhé. Mình sẽ giải thích lại cho bạn Thăng một chút nhé. Đây. Rồi. Thì chấm đoạn chấm value này chỉ có ý nghĩa là gì? Đó. Ở đây thì mọi người nhìn thì nó sẽ có rất là nhiều thứ, ví dụ như là ID, flag holder, các thứ. Vậy chấm value này có nghĩa là gì? Cái đoạn này thì là mọi người biết là đi lấy cái thẻ input về đúng không? Đi lấy cái thẻ input này rồi này. Đó. Vậy cái value này là gì? Bây giờ nhé, mình thử để cái value ở đây. Nghĩa là nó có thêm có một cái thuộc tính là value. Ở đây là ABCD đi. Thì ngay lập tức sang đây. Mọi người nhìn thấy khi mà mình xoay lại cái giá trị mặc định của nó ban đầu ấy, nó sẽ là ABCD. Nó sẽ là ABCD nhá. Thì bản chất ấy, bản chất ban đầu là cái value nó sẽ được set bằng giống như này. Đó, chẳng qua là nó ẩn đi thôi, mình không ghi rõ ra thôi. Đây. Nó đang không có cái gì nhá, nó đang không có cái gì, đây là flag holder thôi nhá. Mình xóa lock cái flag holder cho mọi người thấy rõ. Đó, xóa cái flag holder. Đấy, thì đây, giá trị mặc định của nó ban đầu nó là như này. Thế thì cái việc là mọi người đang điền vào cái chữ, ví dụ như là mọi người điền vào đây là đấy một đống chữ như này chẳng hạn. Thì là mọi người đang đi thực hiện là set lại cái value này cho cái set lại cái value này này của cái ô input này. Sau đó mọi người lấy về cái giá trị nó, mọi người lấy cái value này về gán lại cho cái biến này. Thì document get element by ID sẽ có nhiệm vụ là lấy value, value gì là giá trị lấy ra giá trị của input, lấy ra giá trị của input này, sau đó là kéo về cho JavaScript sử dụng thôi. Sau đó mình đang thực hiện mình gán cho cái này và mình sử dụng cái này để hiển thị lên. Thì bây giờ mình xem chạy lại không đúng nhá. Đó. Nhập đây. Đấy, thấy chưa? Rồi. Ok, chơi bạn Bảo Thăng nhỉ? Rồi, ok. Thôi thì đấy là về cơ bản về tổng quan JavaScript cũng như là các kiến thức, mình có giới thiệu thêm một vài phần nâng cao về nhập xuất. Nâng cao về nhập xuất nhá. Bài tập thì có bài nào cần mọi người cần chữa không ta? Tập thì anh em có bài nào cần chữa không? Viết chương trình. Ok. Toàn nhập xuất đúng không? Nhập xuất. Mọi người có bài nào cần chữa không? Rồi. Nếu mà mọi người không có bài nào cần chữa thì mọi người đi chuẩn bị trước phần như anh sẽ hôm nay như anh sẽ dạy về bài cho mọi người bài cấu trúc điều kiện nhé. Cấu trúc điều kiện trong JavaScript thì đây, nó là cái bài này này mọi người ạ. Cấu trúc điều kiện đây này. Thì mọi người có thể đi tìm hiểu trước về nó nhé. Mọi người đi tìm hiểu trước về nó. Link dạy học. Đốc. Ok, và bạn Hoàng Văn Lộc nhé. Để mình sẽ chữa bài 1. Link dạy học đây á. Link dạy học này đúng không? Link này là link. Đây là cái document mình tự viết nhé. Thì nó cũng khá là dễ hiểu đấy. Mọi người có thể vào đây trước buổi học. Mọi người có thể vào đây mọi người đọc trước. Để mọi người tìm hiểu trước về bài này nhé. Thì đây là link ok bạn Lộc. Đây là một cái link mình thực hiện là viết viết ra để giảng dạy cho học viên. Ok, thì mình sẽ gửi cho các bạn thì các bạn có thể lưu lại nhé. Đó, các bạn có thể vào để lưu lại. Rồi, bài 1 để mình sẽ chữa bài 1. Bài 1 xem nào. Viết chương trình nhập vào 3 điểm của sinh viên cho các môn vật lý, toán học
sinh học, sau đó tính điểm trung bình của những môn này. Ok, mình sẽ đi chữa bài này. Mình sẽ chữa theo cách đơn giản nhé, mình sẽ không mọi người thì mình nghĩ là mọi người nên làm với cách này, nên làm với cách này. Đó, để thực hiện là luyện tập lại về cái này, nhập xuất bằng cách này. Nhưng mà hôm nay thì mình bài cơ bản, bài đầu tiên ấy thì mình sẽ chỉ cần mọi người làm được cái đó. Thì đây. Mình sẽ sử dụng script này. Đầu bài yêu cầu là cái gì đây? Đầu bài yêu cầu là viết chương trình nhập điểm của một sinh viên vật lý, hóa học, sinh học. Đó. Đầu bài nó khá yêu cầu khá là rõ ràng rồi, viết viết chương trình nhập vào. Nhập vào thì mọi người sử dụng cái gì? Input như vừa nãy mình bảo thì nó có hai cách. Cách thứ nhất là mọi người sử dụng theo kiểu input như này. Cách đơn giản hơn là cách mà mình demo đầu tiên. Đấy là mọi người sử dụng cái hàm Prompt. Hàm Prompt. Thì mọi người sẽ thực hiện là khai báo là let A sẽ bằng là Prompt nhập điểm điểm gì nhỉ, điểm gì ta, vật lý, hóa học và sinh học đúng không, nhập điểm vật lý. Sau đó là nhập điểm hóa học. Ở đây mọi người nhớ phải khác tên biến nhé, khác tên biến là B. Sau đó là Let C sẽ bằng Chrome nhập điểm sinh học. Thế thì bây giờ mình thử đi alert ra A cộng B cộng C trước nhé. Để tính điểm trung bình thì cần phải, có phải là tính điểm trung bình của ba cái thì sẽ phải là cộng ba cái lại chia ba đúng không? Thế thì bây giờ mình sẽ thực hiện là alert A cộng B cộng C trước, nghĩa là mình đi tính tổng của chúng nó trước. Cộng C. Thử đi tính tổng của nó trước. Thì bây giờ chạy thử lại xem nào. Đây. Đây nó yêu cầu mình nhập điểm vật lý này. 1 2 4 thì điểm trung bình nó bao nhiêu? Tại sao nó lại ra 1 2 4? 1 2 4 1 cộng 2 cộng 4, tổng của cái thằng này nó phải là 1 cộng 2 4 7, tổng của thằng này nó phải là 7 chứ. Tại sao lại 1 2 4? Bởi vì là mong cái Chrome này nhá, nó sẽ lấy về chuỗi. Nó sẽ lấy về chuỗi, nghĩa là nó lấy về cái chuỗi số ấy. Nghĩa là lấy về cái chuỗi là chuỗi 1 này, chứ không phải lấy về số 1 đâu nhá. Nó không phải lấy về số 1 như này, mà nó lấy về cái chuỗi 1 như này. Cái thằng này tương tự lấy về chuỗi 2. Thằng này tương tự lấy về chuỗi 4. Và cái việc là mọi người ghi một A cộng B cộng C cũng như này ấy, thì thật ra là mọi người đang đi lối chuỗi lại thôi. Nghĩa là lối chuỗi lại là chuỗi là thành là chuỗi 1, 2, 4. Đó. Vậy thì làm sao để tôi có thể biến nó thành số, để mà biến cái chuỗi này thành số như này. Biến chuỗi thành số thì mọi người thêm dấu cộng vào đầu tiên để biết là nó tự động nó part thành số, thêm dấu cộng vào đầu tiên. À, mình dùng face slot được không mà thầy? Được được được, nhưng mà cách này thì người mình thấy là đơn giản hơn nên là mình hướng dẫn mình dùng part in cũng được nhá, không vấn đề đâu. À, thì bây giờ mình thử này. Đó. Xoay lại cái. Một, hai, bốn, bảy chưa? Mọi người thấy bảy chưa? Đúng rồi nhá. Sau khi này được rồi, này, mọi người sẽ thực hiện là chia cho ba, tính tổng của ba thằng đúng không? Thì mọi người sẽ đầu tiên mọi người khai báo là điểm trung bình sẽ bằng A, mở ngoặc tròn A cộng B cộng C trên 3 thôi. Thì là mọi người tính được điểm trung bình. Sau đó mọi người làm gì? In cái alert, thay vì alert này thì mọi người alert điểm trung bình là xong bài đầu tiên. Rồi. 4 này, 5 này, 6 này, 5 chưa? 4 cộng 5 4 5 6 thì điểm trung bình sẽ là 5. Đấy đúng không? Rồi, thì đấy là về bài này. Đúng rồi, nhân một số với một cũng là một cách nhé. Đúng rồi, bạn đọc ạ. Ok rồi, thì đấy là về bài 1.
Thì bài mấy bài đầu thì mọi người chủ yếu à, bài đầu tiên này thì là chủ yếu là hướng dẫn về cách nhập xuất thôi. Rồi. Còn bài nào cần chữa không ạ? Rồi, thế còn mấy phút cuối thì anh em có thể vào trong cái doc của mình, vào trong cái document của mình đây này. Thì mọi người có thể đọc 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 qua về cái document về phần JavaScript này. Đó, mọi người có thể vào đây. Mọi người đọc trước đi. Đó, nếu mà hôm nay học đến bài điều kiện đúng không? Thì mọi người có thể đọc trước cái bài điều kiện. Đó, hàng ngày thì mọi người có thể vào đây mọi người đọc xong mọi người xem. Rồi. Có câu hỏi nào thì mọi người cứ nhắn lên xong là, hoặc là mọi người bật mic nhé thì mình sẽ trả lời luôn nhé. Xem cái show tên khi bấm nút. Ok, đây mình xem nhé. Đây.
Em dành mấy phút đọc tài liệu thầy đi chia sẻ về cái nội dung này nữa mọi người nhé. 8:15 thì chúng ta sẽ bắt đầu. Thầy Linh vừa mới gửi 5 phút thôi nên là phải để mọi người đọc đã. Ok, chị. Được nhiệt độ có cái ô này. Rồi. Tí như anh sẽ chữa về đấy chứ.
Rồi Nhâm ơi, Nhâm tạm dừng các công việc hiện tại, những cái bài toán còn dang dở để chúng ta học với như anh đã nhé mọi người nhé. 1 phút để mọi người tạm dừng các công việc còn đang dang dở. Hôm nay chúng ta sẽ có hai nội dung. Nội dung đầu tiên là thằng An Linh nói rồi, đó là cái get by đi. Thì Linh đã nói qua rồi, tí chỉ như anh chỉ điểm lại một tí thôi. Thứ hai là về điều kiện trong JavaScript, trong JS. Đấy, thì đấy hai nội dung chính. Trước quá nó cũng đơn giản thế thôi, thứ học phần điều kiện thì nó khá là xuôi, không không quá là đau đầu, không quá ngược cái gì cả, khá là dễ hiểu. Tuy nhiên thì chúng ta có một vài cú pháp nó đặc biệt thì chúng ta cần quan tâm hơn nhé. Bây giờ thì anh sẽ tạo một thư mục mới này. Người chưa cần làm gì đâu, cứ từ mọi người. Đấy. Điều kiện đi, là điều kiện ạ. Và như anh sẽ bắt đầu với cái đầu tiên. Trước tiên thì nói qua về cái get in cái gì ạ? Document trong get by ID trước nhé, làm tí xíu. Thì ở đây chúng ta đã có một mấy cái cách in ra là 4 cách rồi. Thì cái khác biệt giữa cái document get by ID và họ còn lại ở đâu? ID đi, x đi. 1, 2, 3, H2, ABC và một cái nút. Đây. Đó, ok. Ta viết như này đi, script này. Tạm thời chúng ta có một khung như thế này. Để lên này. Thế thì hôm trước thì mọi người đã học chúng ta viết script như thế này, thì chúng ta có thể hoàn toàn viết một cái đoạn JavaScript ở bên trong đấy. Chúng ta có thể khai báo biến hay làm bất kỳ gì bên trong này. Thì ngoài cái đấy ra thì Linh cũng đã giới thiệu cho mọi người là cách tạo một file khác. Và thêm một cách nữa, đó là cách mọi người viết trong onclick nhé. Mọi người viết trong onclick nó không khác gì viết ở bên ngoài luôn, nó không khác gì viết ở trong script hoặc là viết ở file khác. Onclick nó cũng như vậy. Thì bây giờ thưa anh, như anh thử viết từ khai báo biến xong rồi alert xem được không. Less x bằng 10 đi. Alert x đi. Đấy, thử như này xem liệu chạy được không nhé. Và như anh sẽ thử này. Tuy nhiên nó không tự chạy như kiểu là viết script hoặc là viết ở file khác như kia, mà cái lúc này thì mọi người phải thực hiện một thao tác là ấn nút như thế này. Đúng không? Chúng ta mới có này, ấn này. Nó sẽ hiện ở đây, được chưa? Thế thì đấy là cách thứ ba để chúng ta dùng được JavaScript ở trong phần HTML, một file HTML. Thế thì tại sao người ta lại không viết kiểu này nhiều mà lại viết tách ra? Thì anh em lưu ý là viết kiểu này ấy, nó sẽ bị lẫn lộn giữa JavaScript và HTML, nó khá là khó dùng. Thế thì người ta có một cách là người ta gom những cái dòng này ra, ví dụ dòng 11, 12 này. Người ta gom là một cái khác, hoặc là sau này chúng ta có 100 dòng ở đây đi, thì người ta cũng gom thành một cái khác. Tránh để bị có 100 dòng HTML trong 100 dòng CSS, trong JS thì nó khá là khó dùng. Thì người ta sẽ tách ra, người ta đặt tên cho nó. Cái này cũng phát nó khá là giống cái let, đó là nó thay vì let nó chỉ tạo được một biến nhá, thì cái chữ function này này sẽ hỗ trợ chúng ta tạo được hẳn một đoạn code, tức là đoạn code chúng ta để tách nó ra, tách riêng ra để chúng ta dùng nhiều lần hoặc là chúng ta muốn dùng ở trên onclick này chúng ta ngắn gọn hơn. Thế thì chỗ này chúng ta sẽ viết như thế nào? Để viết như sau một lần. Đấy, thì thay vì chúng ta viết cái let x bằng 10 và alert x ở trong trong cái onclick này, chúng ta sẽ viết nó ra ngoài và chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta gọi đúng cái tên nó ở trong cái ngoặc này là được. Như thế chúng ta cũng thực hiện một đoạn code tương tự như lúc nãy, tức là chúng ta chức năng thế này. Để thử này, bấm này, với đề số 10 đúng rồi nhá. Thì bây giờ phân biệt một chút, nếu mà chỗ này như anh viết document write write hello và document chấm get element by id, id thì phải đúng thằng này, đây là x chấm inner html bằng hello, thì nó khác nhau ở đâu? Hai cái này khác nhau ở đâu nào? Mọi người đã được nghe Linh giảng qua rồi thì hai cái này sẽ khác nhau ở đâu? Nào, anh em đưa vào chat cho anh em biết là cái này khác nhau ở đâu nào. Anh em đã từng xem rồi. Một cái là trang mới. À, một cái là trang mới. Chạy thử anh em nhá. Vậy anh em cũng nắm được sương sương đấy. Ấn thử mọi người nhá. Comment cái này đi ạ. Ấn này. Đấy, thì mọi người sẽ thấy là nó sẽ xóa toàn bộ thời điểm hiện tại đi. Tức là so với cái thời điểm trước khi ấn nút đó, là nó có ba cái này. Thì khi ấn nút phát đó, nó sẽ xóa toàn bộ ba cái kia đi để
để viết chữ hello của mình hello. Ok thì đấy là vấn đề của thằng Đức cùng Drive. Thế thì còn thằng này thì sao? Chạy này. Hay này. Đấy nó sẽ chỉ thêm một mình chữ hello vào vào cái thật chỗ mà có ID thôi đúng không? Đúng không? Mọi người thấy là nếu mà chúng ta viết như này á thì chỉ có chỗ nào có ID là X á, nó mới thay cái chữ hello vào thôi. Nó sẽ không bị xóa toàn bộ như thằng kia. Đúng không? Không phải in bên dưới mọi người nhá. Nó sẽ in đúng vào cái chỗ nào có ID mình muốn á. Nhìn lại mọi người này. Đây là ABC123 đúng không? Ấn này. Ấn thay này. Thì nó sẽ tìm đúng thằng nào có ID đang là X và nó sẽ thay thành chữ hello hoặc là thay thành chữ bất kỳ mình muốn. Đấy là ý nghĩa của thằng này. Đó. Ý nghĩa của thằng get element by ID như thế. Thằng get element ID nó có thực ra nó hay hơn thằng công mình write khá là nhiều. Thậm chí nó hay hơn cả alert và prompt rất là nhiều luôn, đó là nó mang tính hai chiều. Mọi người vừa có thể lấy vào và mọi người có thể đưa ra được. Đưa ra tức là chúng ta in ra bằng cái này và chúng ta cũng có thể lấy vào từ màn hình bằng cái này được. Đấy thì đấy là cái điểm đặc biệt của nó. Ví dụ nhé, ví dụ đây như anh hoàn toàn có thể viết alert này, alert cái đoạn này nhé, nó cũng ra kết quả nhé, nó vẫn ra chứ không phải là chỉ có gán mới được mọi người, nó sẽ cả hai chiều luôn để mọi người thể dễ tương tác với trang hơn ấy. Đây mọi người thấy là sẽ ra 123 chưa? Với cách như thế này ạ thì chúng ta sẽ có thể dễ dàng tương tác hơn so với Đức Drive và alert ấy. Nãy thì giảng viên Linh cũng có nói đó là nếu mà mọi người dùng cái alert from các thứ thì nó sẽ dễ để học bài hơn, tuy nhiên nó ngắn gọn hơn, tuy nhiên thì nó lại không thực tế lắm. Cái này mới là thực tế này. Cái kiểu dùng document game và ID nó sẽ thực tế hơn nhiều đó. Rồi thì đấy là về document get element by ID. Bây giờ lại so sánh một tí nữa đi, khi nào thì viết chấm value và khi nào thì viết chấm html inner html. Đó, anh em đưa vào chat nào. Người cho như anh một cái đoạn kết quả cho câu hỏi vừa rồi. Khi nào thì inner html, khi nào thì chấm value. Rồi. Tiếp đi anh em. Có MV thôi mọi người, anh em còn lại đâu rồi, mọi người đi ý kiến nào, khi nào thì dùng cái này, khi nào thì dùng cái value nào, nhưng HTML value thì không nào dùng. Đấy, nãy anh em không hỏi Linh đâu là ok em lưu ý nhá, cái value nó sẽ chỉ xuất hiện trong các input thôi, chỉ có thể xuất hiện trong cái input. Còn HTML thì nó có thể xuất hiện trong gần như tất cả trừ bọn input, thì mọi người lưu ý thế. Cái này liệt kê nó sẽ rất là nhiều nhưng mà cái value dễ hơn, value chỉ áp dụng cho các input được thôi. Bởi vì sao input nó lại value, value là gì ạ? Value là giá trị đúng không? Giá trị thì chúng ta sẽ phải lấy giá trị từ các ô nhập liệu. Ô nhập liệu ở trong HTML chính là input, thì để lý do tại sao chúng ta người ta viết như thế này. Thế còn HTML là gì? Mọi người hiểu chữ HTML như thế nào? Ok. Inner HTML tức là phần HTML bên trong của một cái gì đấy. Đúng không? Xuất ra HTML. Rồi, đấy. Mọi người đang còn hiểu nhầm tương đối mọi người nhé. Chúng ta sẽ làm rõ lại một chút. Thứ nhất là document.get element by ID. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ làm rõ thằng đầu tiên này đi. Document là gì đã? Mọi người hiểu cái gì là document? Anh em theo anh em đoán, anh em dự đoán, anh em suy nghĩ xem. Nãy giờ thử rồi. À, cái gì gọi là document nào? Document nó ý nghĩa là gì? Rồi anh em ơi, document là gì nào? Rồi như này nhá, chúng ta sẽ có một cái document, nó sẽ là toàn bộ những cái ký tự ở trong một file HTML mà chúng ta chạy lên. Document nhá, nó sẽ tương đương với toàn bộ file này. Ok chưa? Bây giờ chúng ta dùng cái document đấy, chúng ta dùng cái chức năng này của nó là get element by ID, tức là sao? Tức là trong tất cả các dòng hiện tại của ông ấy tìm cho tôi một thằng có ID là X. Bây giờ thì đấy là cái ý nghĩa của cái đoạn document.get element by ID trong tất tần 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 cái file ông đã chạy tìm cho tôi một thằng có ID là X. Và sau đó thì chúng ta sẽ làm hai cái việc tương ứng, một là ông
có thể lấy ra hoặc đưa vào cũng được nhé. Cái inner HTML nó không phải là một chiều nhé. Nói lại một lần nữa là inner HTML không phải là một chiều, nó vừa có thể lấy vào và vừa có thể đưa ra được mọi người nhé. Thằng value cũng tương tự như thế, value vừa có thể lấy vào vừa có thể in ra được. Tức là chúng ta có thể in một kết quả ra input không vấn đề gì cả. Chúng ta cũng có thể lấy giá trị từ trong cái HTML bình thường được. Tức là chúng ta bấm vào đây, chúng ta muốn lấy ABC chẳng hạn, lấy được không? Có. Chúng ta hoàn toàn thể lấy được ABC này, lấy được 2, 1, 2, 3 được thì lấy AC là chuyện bình thường. Vậy như anh sẽ thử này. ID này. Y đúng không? Nãy thì tôi lấy của X thì bây giờ tôi lấy của Y và tôi alert lên xem có đúng không này. Document chấm get element by ID Y. Và chỗ này nhá, đây là thẻ H2, không phải bọn input nên là chúng ta dùng inner HTML thôi. Rồi. Chạy thử này. Ấn này. Bây giờ mọi người sẽ thấy ABC xuất hiện. Nó vừa có thể lấy và vừa có thể in mọi người nhá. Thằng value y hệt như vậy. Đó, thì anh em lưu ý như thế. Nhớ nhá, document là toàn bộ trang HTML. Get element by ID là hãy tìm cho tôi một cái thành phần đang có ID là y hoặc là x hoặc là bất kỳ gì đấy mọi người viết vào. Và sau khi lấy được rồi thì hãy đưa cho tôi cái phần bên trong của nó hoặc là sửa cho tôi phần bên trong của nó thành cái gì đấy. Thì inner HTML là sao? Inner là bên trong, HTML là HTML cái ngôn ngữ mình đang viết. Thế thì nếu mà chúng ta viết như thế này, alert như thế này á, chúng ta lấy được những gì và in ra những gì, thì nãy thì mọi người mới thử là document chấm get element by id x và chấm inner HTML một cái số đúng không, một cái số 123 hoặc hello gì đấy đúng không. Tuy nhiên á, inner HTML ấy, nó có thể in ra các thẻ HTML nữa. Ví dụ ở đây những cái có thể in ra H2, in ra chữ bình thường nhé, 123 nhé, để nó hiện ra đấy nhé. Xong H2 ABC này, xong rồi đóng H2 này. Đấy, thì inner HTML nó còn in được, in và lấy vào các thẻ HTML được nữa. Chạy thử này. Ấn này. Mày thấy không ạ? 123 thì vẫn là nó nhé, thành 121 ở đâu? CDE đi. Chạy này. CDA và ABC. Đó. Vậy là đấy là inner HTML. Chúng ta làm rõ lại chức năng một chút. Một lần nữa và lần cuối cùng cho những thằng này á. Document là toàn bộ gì ạ? Để em viết ra cái file kia nhé, cho dễ nhìn nhé. Document này. Toàn bộ file HTML hiện tại. Cái bé thế. Vậy em cứ nhìn nhỏ tí em có cho người sau nhé. À có thì được mà. Đây. Ok chưa? Đấy. Thế còn get element by ID. Ví dụ mình lấy vào chữ x chẳng hạn. Trong file HTML. Hiện tại. Tìm cho tôi một cái tên x. Có ID đấy, có cả ID là X. Được chưa? Tiếp tục nhé. Chúng ta sẽ có một cái tiếp theo đó là chấm inner HTML. Thì nó sẽ là gì? Để lấy vào hoặc in ra HTML trong X. Trong X nhé. Trong X, trong cái phần tử X. Trong cái phần tử của ID là X. Được chưa? Còn value sao? Value thì nó là ngược lại, à không phải ngược lại mà nó là một cái khác. Nhưng mà nó chỉ có input mới có value nhé. Chỉ có trong input. Được chưa? Nếu mà cái thẻ HTML mà người đang tương tác từ cái này, này, thế này này, mà nó có làm input thì mới có value. Được chưa? In ra trong đấy, thì đây là lý thuyết về những cái mà chúng ta vừa thử một chút nhỉ. Đấy thì đấy là các nội dung. Anh em nắm thông tin như thế nha. Chỗ này anh em cần làm rõ gì nữa không ạ? Đây là toàn bộ những thứ mà cần chia sẻ với anh em. Function bây giờ mọi người sẽ hiểu cho như anh, nó chỉ là một cái tên thôi nhé. Nó là một cái từ khóa, nó không phải là tên, nó là từ khóa để tạo ra một cái biến có thể lưu bên trong nó nhiều dòng code đúng không. Hôm qua mình tạo dùng let nhé, let thì là gì, let để tạo ra một biến lưu giá trị, lưu
nhưng giá trị đơn. Đơn tức là nó có thể lưu lưu một cái chuỗi, một cái số hoặc là một cái giá trị gì đấy, đúng không? Thì đấy là biến. Thế còn function gì? Function thì như anh sẽ tạm thời hôm nay được nhá. Nó hôm nay thì không hẳn là đúng, cái function giải thích như này không đúng, nhưng mà hôm nay chúng ta hiểu được như thế, tạo ra một biến lưu được một đoạn code. Được chưa? Đấy. Rồi thì đấy là function. Tạm thời thế mọi người. Chứ giờ giải thích nó theo nghĩa kia thì nó hơi khó hiểu. Rồi, chỗ này ok chưa mọi người? Cần thông tin thì nó không nào? Anh em để ý function một chút nhé. Function tạo ra biến ấy. Cái biến của function rất là đặc biệt. Nó sẽ có một cái ngoặc tròn là quy tắc bắt buộc phải có ấy. Và để mỗi lúc chúng ta dùng ấy, dùng thì chúng ta phải đưa ngoặc tròn vào thì mới được nhé. Thì anh em lưu ý thế. Có một cái đấy là phải lưu ý thôi. Nói chung là function thì để ý ngoặc tròn với cú pháp của nó một chút. Ngoặc tròn, ngoặc nhọn, các thứ đầy đủ. Cái phần bên trong nhọn chính là phần mà đoạn code chúng ta muốn tách nó ra, chúng ta muốn gom nó lại cho cái thằng F này đấy mọi người. Cái này mọi người đặt tên là gì được nhé, miễn là không phải tiếng Việt, không có dấu cách, không ký tự đặc biệt là cứ đặt thoải mái. Ôi nhá, next anh em nhá. Đây là có câu hỏi rồi. Deep à? Deep nó là một thẻ khá là giống thẻ P. Deep với P nó tương đồng khá là nhiều. Thực ra deep là người ta hay dùng để chia phần, P để hiện văn bản. Còn về mặt hiển thị thì chúng nó sẽ giống nhau y hệt, chẳng khác gì cả. Tất cả gần như 99% các thuộc tính của hai thẻ, bao gồm cách hiển thị của nó, kích cỡ chữ bên trong thì đều giống nhau. Có điều là người ta chia ra để chuyên biệt chức năng hơn thôi. Nó cũng là thẻ HTML một cách bình thường mà, không có gì đặc sắc. Mọi người thử xem, nó chỉ là thẻ P thôi, giống in giống nhau lắm. Trong HTML sẽ nhiều thẻ như thế anh em, nó không hẳn là nó phải khác nhau mới có tên khác nhau đâu. Rồi giờ chúng ta sang phần điều kiện mọi người nhé, nội dung về điều kiện. Để này lại đi, chúng ta sẽ tạo một file điều kiện. Hai tên là chúng ta sẽ gọi là if. Điều kiện ở trong lập trình nó sẽ thông qua từ khóa if, nó sẽ hiểu như thế nào. Ở đấy, trước khi nói về điều kiện thì phải nhấn mạnh lại một lần nữa. Cái việc mọi người dùng alert, prompt hay console log hay là document write hay là cái get member ID ấy, nó sẽ không ảnh hưởng bất kỳ cái gì liên quan đến logic của ngôn ngữ lập trình cả. Ví dụ mọi người có thể if else tức là điều kiện, mọi người thì khai báo biến gì đấy, nó chẳng ảnh hưởng gì tất cả mấy thằng kia. Những cái thằng bốn cái thằng được nêu ra đấy ạ, console log này, alert, prompt hay là document write và id á, thì nó chỉ là cách đưa vào và đưa ra thôi. Thì nó đưa vào cho mình thì mình lấy được để mình tính toán xong mình đưa ra cho nó, thì về cơ bản đấy là sự khác nhau, chứ còn nó không ảnh hưởng gì đến phần điều kiện, tức là phần chúng ta học sắp tới này, nó chẳng liên quan gì cả, cũng không liên quan đến biến gì hết, nó tách biệt hoàn toàn anh em nhé, nó là một nội dung khác. Có chăng thì bọn điều kiện này, bọn điều, bọn vòng lặp, bọn biến các thứ thì nó sẽ ảnh hưởng nhau, chứ còn những cái đoạn nhập xuất thế ấy, nó không ảnh hưởng mấy đâu mà. Nên là lúc mà Linh nãy bảo rồi đó, khi mà chúng ta làm học lý thuyết ấy, thì thường chúng ta sẽ dùng mấy cái quả alert prompt cho nó dễ dùng, nó đỡ mất dài dòng đúng không nhé. Cái điều kiện là gì, điều kiện là gì anh em ơi? Điều kiện trong lập trình, chúng ta sẽ học nội dung về điều kiện trong lập trình. Thưa gì ạ, nói hiểu đơn giản dễ nhất đó là chúng ta giải quyết, chúng ta cần cái điều kiện trong lập trình, nó sẽ là một cái hỗ trợ cho chúng ta giải quyết các bài toán có nhiều trường hợp, có nhiều trường hợp. Nhiều đây là gì ạ? Nhiều đây là lớn hơn hai, lớn lớn hơn bằng hai là nhiều mọi người nhé. Thế chúng ta đến với bài đầu tiên thôi. Cái bài rất đơn giản, đó là chúng ta sẽ có một cái bài nhập môn cơ bản nhất. Nhập vào A, nếu A lớn hơn 18 thì in đủ tuổi. Được chưa? Còn nếu
Nếu A lớn bằng đi. Nếu A nhỏ hơn 18 thì im ra đi về. À, thì chúng ta sẽ làm một cái bài cơ bản như này thôi. Để chúng ta xem là cái cú pháp của nó như nào nhé. Cái vấn đề nó sẽ là cú pháp thôi, còn logic thì mình sẽ nói thẳng, thực ra đề bài nó đã khá là rõ rồi đúng không? Mình sẽ không cần quan tâm đến cái thằng này nữa. Chúng ta chỉ có ở mình chiến luôn cả cú pháp thôi. Trước tiên là người ta yêu cầu nhập vào A thì mình cho nhập vào A. Cộng prompt để chuyển thành số mọi người nhé. Nhập vào A. Rồi. Sau đây mình làm gì? Bây giờ thì mình sẽ vào đây, nếu thì này. Thì bây giờ mình biết nếu thì viết như thế nào. Cú pháp sẽ như sau mọi người nhá. If này. If sau đó đến biểu thức bên trong. If là từ khóa để bắt đầu cái câu lệnh điều kiện, còn cái mặt tròn bên trong đằng sau nó ấy, nó sẽ là điều kiện của cái đoạn đấy. Bây giờ viết viết xong thì nghe sẽ thích dễ ấy. Ví dụ nhé. Bây giờ nghe sẽ viết if if so với bên trong này là A đi. A là một biểu thức. Và mình sẽ có đoạn code X ở đây. Thì chúng ta sẽ hiểu là nếu nếu A đúng thì làm X. Đấy. Thì chúng ta sẽ có bên trong mặt tròn là biểu thức điều kiện đúng hay sai. Nếu nó đúng thì sẽ X sẽ được chạy. Đó. Thì đấy là ý nghĩa của cú pháp thằng này. Bây giờ mình viết thử, viết viết bài vừa rồi luôn đi cho nó dễ. A này. Gì ạ? Lớn hơn bằng 18. Giờ lớn hơn bằng là một trong các toán tử so sánh nhé. Thì mọi người cứ viết, nói chung là để ý dấu một chút thôi. Dấu lớn hơn nó sẽ xuất hiện trước dấu bằng thôi. Dấu nhỏ hơn cũng trước dấu bằng anh em nhé. Anh em để ý như thế. Thì chúng ta sẽ viết là gì? À lớn thôi. Đủ. Đủ tuổi. Được chưa? Trường ngược lại là nếu, thì mình lại viết đâu. Nếu A nhỏ hơn 18 thì A lớn. Đi về. Thử xem đúng không này. Nhập vào tuổi là 19 này. Ok này. Đủ tuổi này. Rồi. Tiếp tục này. Bây giờ mình chạy lại này. Nhập vào tuổi là 17 này. Ok này. Đi về. Được chưa? Đây. Thì đấy là bài điều tiên đầu tiên về cái quả gì ạ? Điều kiện trong lập trình JavaScript. Thế bây giờ chúng ta sẽ, trước khi mọi người làm bài này vào thì Như Anh sẽ giao một bài luôn để anh em thực hành luôn. Đó là nhập vào A. Nếu A chẵn thì mình sẽ in ra. Đấy. Nếu A lẻ in ra. He he đi. Ok không ạ? Rồi. Thì bây giờ là thời gian để mọi người làm bài này vào. Để biết cú pháp đầu tiên của điều kiện và thứ hai là xử lý cho nhanh bài này. Và thay vì số 1, thay vì số 1 thì như anh mong muốn là mọi người copy cái đoạn code của bài thứ hai mọi người gửi vào chat cho nhanh khi đã xong nhé. Nào, để anh bắt đầu đi.
Anh em nào xong thì ghi cho anh em cái câu mà như anh đối trong chat đó. Nếu mà xong thì gửi code đấy mới nhé. Xong rồi thì có thể suy nghĩ câu mà như anh vừa gửi xem nó sẽ ra gì. Đây thì bạn anh Khoa có còn mình là sống trường 1. Đáp án chính xác của câu đố là trường 1 anh em nhé. Đúng rồi nhé. Nó sẽ không phải là lấy trừ 1 phần trăm 2 ra dư 1 đâu anh em ạ. Nó ảo một chút. Không biết là trong GS nó có thế không, chứ trong các ngôn ngữ lập trình thấp hơn thì những anh thử có một vài cái nó sẽ ra là âm trừ 1, à nó ra trừ 1 phần trăm 2 là ra trừ 1 nhé mọi người. Thế mới hay mọi người. Thế đúng mọi người biết trừ một của số lẻ không? Ok anh em làm xong bài này thì nhớ comment vào chat cho mọi người nha. Để nhanh nắm được tình hình nha. Sẽ có khá là nhiều cách đấy. Rồi, anh em đâu hết rồi, comment nào. Rồi xin những cánh tay đã làm xong nào. Rồi, anh em ơi. Hai phút nữa nhá, nhưng mà không mới comment được, cứ có khoảng chưa được chục người đâu. Nhưng mà không có gì thì đến 2 phút nữa nhanh sẽ chữa tiếp phần này. Đây chúng ta đang có điều kiện, nó gọi là điều kiện đơn thôi, chúng ta sẽ có điều kiện kép này, điều kiện hoặc này, điều kiện và này, điều kiện lồng nhau và gặp ngược lại, tức là eo các thứ nữa, thì chúng ta có một vài thứ quan tâm như thế rồi ạ. Bằng không à? A phần trăm 2 bằng không là lỗi chị Thiện.
Rồi anh em ơi, tiếp nhá. Đâu hết rồi, không lấy người thôi. Thì chỗ này anh em sẽ xử lý bài này một chút. Ở cái nhập A giữ được tạ. Cho em bỏ đi. Mình sẽ có là nhập vào A, nếu mà A chẵn thì in ra hi hi, và trong lập trình nó sẽ không có nếu A chẵn, mà chúng ta sẽ phải dùng phép phần trăm hai, và nếu mà chúng ta có một số chẵn thì tức là nó chia cho hai, và chúng ta sẽ hiểu là gì ạ? Ở chia cho hai đương nhiên là cái phép phần trăm hai nó sẽ bằng bằng không rồi. Đấy, thì đấy là cách để chúng ta xử lý bài này, và chúng ta sẽ viết là x a phần trăm hai bằng bằng không nhé. Em rất lưu ý nhé, chúng ta sẽ có phép so sánh bằng, nó là hai dấu bằng chứ không phải là một dấu bằng, hai hoặc là ba dấu đều được, nhưng sẽ không được viết là một dấu bằng. Tại sao lại không được viết là một dấu bằng? Bởi vì trong lập trình ấy, cái ký tự bằng nó để gán giá trị cho biến rồi, nên là chúng ta không thể dùng cái ký tự bằng này nữa, nên là các phép so sánh thì chúng ta sẽ dùng hai dấu bằng. Thì ok nhá. Thì đây là cả lưu ý này, hai dấu bằng mới là so sánh đúng không ạ? Lẻ thì in ra he he đúng không? Ấy, thì cái này thế còn trường hợp lẻ thì là gì? Trường lẻ là trường hợp nó không chia cho hai đúng không? Thì mình sẽ phải viết là chấm than như này, được chưa? Và chúng ta sẽ chạy thử he he này. Chấm than như này là khác, chấm than bằng là khác, bằng bằng thì là bằng nhau anh em nhé. Đấy, chạy thử này. Hai này. Đấy, hi hi đúng rồi này, nhập ba này. Được chưa? Chuẩn đấy chưa đúng không? Rồi. Xem lại một chút. Đây, để anh em một phút xem qua một tí. Anh sẽ nghĩ là cái điều kiện bài tiếp theo. Vẫn là bài chẵn lẻ thôi, nhưng mà như anh sẽ bổ sung thêm một chút. A chẵn và lớn hơn 5. Rồi, chúng ta sẽ có một bài ở bên dưới. Thì một phút sau như anh sẽ chữa bài này và mọi người xem nữa nhé. Chưa 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 cần làm vội bài này đâu, nhưng anh sẽ chữa bài này trước. Chấm than là ký tự khác chị ạ. Chấm than trong lập trình nó sẽ đại diện là ký tự khác hoặc là phủ định ấy. Thì nếu mà hai cái dấu bằng với nhau cùng nhau ấy, nó sẽ là kiểm tra cái này có bằng không không, nếu đúng thì nó sẽ vào đây. Thì còn cái phép này sẽ là nếu mà cái thằng này nó chấm than là không tức là khác không ấy, thì nó sẽ là đúng ấy, hay là sai ấy. Chấm than bằng là khác, kiểu như này này, ví dụ bây giờ bảo hỏi mọi người là 10 phần trăm 2 chấm than bằng không, thì mọi người bảo đúng hay sai? Cái đúng hay sai anh em? 10 phần trăm 2 chấm than bằng không thì đúng hay sai? Sai, đúng rồi, chuẩn chuẩn chuẩn, sai, đúng rồi anh em, sai. Và cũng bật mí luôn là trong lập trình nó sẽ không có chữ sai, mà nó sẽ có một cái dữ liệu bộ biểu diễn được cái phép này, nó là for anh em, false, đúng không? Và tương tự thì trường hợp ngược lại nó sẽ là true, đúng, true. Đây cũng là một kiểu dữ liệu mọi người ạ, kiểu dữ liệu này là kiểu dữ liệu boolean. Thì chúng ta sẽ dùng để mô tả cái kiểu dữ liệu boolean này, sẽ để mô tả kết quả của các phép so sánh. Ok, thì đấy là về chấm than đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ làm bài này và một bài này luôn. Năm chín đây. Hai bài này một lúc để mọi người sẽ biết cách chúng ta dùng cái ký tự và với hoặc ở trong điều kiện nhá. Thì câu này chúng ta cũng khá là giống câu trên, nhưng anh sẽ bê xuống bê này thôi. Mọi người xem nó nhé, xem cú pháp của nó nhé. Nếu mà chúng ta có một cái phép và, tức là nếu a chẵn và a lớn hơn 5 tức là 6 thì in ra hi. Còn nếu mà nó là gì ạ? Nếu nó là 4 thì cũng không được nhé. 4 thì nó chỉ là chẵn thôi, nó không phải lớn hơn 5. Nó là 7 cũng không được, bởi vì nó lớn hơn 5 chứ nó đã lớn hơn 7, à nó chẵn đâu. Đúng không? Nên là chúng ta sẽ phải kết hợp hai điều kiện. Và chỗ này thì mọi người sẽ dùng hai dấu và để mô tả cái sự kết hợp đồng thời hai điều kiện. Chỗ này chúng ta chỉ cần viết là a lớn hơn 5 thôi là ok. Xong nhé. A2 đi. À, rồi. Chỗ này thì chúng ta có ký tự hoặc này. Chỗ này chúng ta sẽ có một cái bài toán là hoặc hoặc lớn hơn 5 thì in ra u u đi. Đấy. Hoặc thì sao? Hoặc thì mọi người sẽ có ký tự shift cộng với lại cái dấu mà ở trên enter ấy, hai dấu gạch thẳng ấy. Đây. Mọi người thử dấu này nhé, hai dấu gạch thẳng thì nó sẽ là hoặc. Được chưa? Thì đấy là cái
kết hợp các điều kiện phức tạp với nhau ở trong điều kiện của JavaScript và ngôn ngữ lập trình nói chung. Đây là cách kết hợp các điều kiện với nhau trong một cái lần if, một cái lần kiểm tra điều kiện mọi người. Những cái đoạn hai bài trên này chúng ta kiểm tra điều kiện đơn thôi, thì đến hai bài này chúng ta thì kiểm tra điều kiện nó tạm hơn rồi. Chưa? Đó. Ok, thì mọi người cứ đưa đoạn này vào và như anh sẽ cho mọi người thêm một cái bài để mọi người có thể try hard với thằng này thử nhá. Vào. Điểm. Nếu. Điểm. Nếu. Nếu. Vậy thì bây giờ mọi người sẽ làm cho nhanh hai bài này vào thử xem có đúng không và làm cho nhanh nốt bài này đúng không ạ? Đó đây nhá, chúng ta sẽ có bài cuối cùng này. Bài cuối cùng này thì mọi người làm và vẫn như thế thôi, chúng ta thay vì comment số 1 thì mọi người comment cho nhanh cái đoạn code mà mọi người đã xử lý được cái bài này. Nhớ là mọi người đang nhập vào thì mọi người phải thử một vài trường hợp nhé, có chuyện anh em thử mỗi trường hợp yếu hay khá hoặc là giỏi thì anh em đã gửi kết quả cho nhanh cũng được nha, phải thử cả ba trường hợp đúng hay không. Thì anh em làm cho như anh bài này vào cũng coi như là test hai cái này luôn, kiểm tra hai cốt nó chạy luôn không. Bài này xong thì nhớ gửi cốt cho như anh vào chat.
Đây nhận được 4 kết quả rồi. 4 5 kết quả gì đó rồi. Anh em đối hết rồi. Thêm 1 phút anh em nhé, 1 phút nữa nhưng anh sẽ chữa bài thôi. Ngày này thì đâu đó anh em làm cũng khá là ok chứ đúng không? Trước đây anh bị cái lỗi mà như anh định nói cả, thế là tốt rồi. Luôn. Cái điểm này nó lại in đậm cả. Chỗ của bạn Lê Hoàng Danh hơi dài. Nếu thực ra của Hiếu cũng vậy. Của Hiếu rồi thì xem bên trên có ai bị không. Của anh Lê Huy Huy Lê cũng vậy. Bạn Huy Lê cũng thế. Bạn Anh Khoa cũng thế. À đâu, anh Khoa không bị nhá. Quên nhầm. Anh em đã dùng L ấy. Khi mà anh em đã dùng L rồi ấy, thì cái phần bên trong của anh em sẽ không cần viết íp dài như thế đâu. Anh viết viết íp mà viết íp dài như thế là bài này chưa tốt nhé. Đã dùng if à, đã dùng else ấy, thì if nó chỉ biết một nửa thôi, biết như thế là dài rồi. Sorry. Chị Ngọc viết ngắn hẳn luôn. Rồi anh em ơi, như anh chữa bài này nhá, như anh chữa bài này và sẽ đưa ra một cái lỗi khá là quan trọng của bọn này, anh em phải cẩn thận một chút. Khai báo điểm đúng không? Rồi. Rồi, ok, thì chúng ta sẽ có chờ chút mọi người đánh số thì đã. Tí nữa nếu mà anh em có luyện tập thì mọi người thể bám vào series này luyện tập cũng được, nó cũng không cần phải làm bài khó hơn đâu. Tập này là đỉnh lắm không? 5. Rồi. Nhìn trước bài này này, chúng ta sẽ có tạo biến điểm này để chúng ta nhập vào nhé. Bằng cộng. Vâng. Rồi, được chưa? Và mình sẽ viết cái đầu tiên. Cái đầu tiên thì quá là dễ, không có gì nói cả. Điểm nhỏ hơn 5 thì mình sẽ alert ra là điểm. Alert ra là yếu. Đúng không? Thì mình chạy thử luôn này, mình hoàn toàn thể chạy thử cái code này luôn, là nhập vào 4. Yếu, đúng không? Rồi nhỉ. Yếu. Ok xong. Chỗ này nhá, chỗ này thì nhìn code của mọi người thì đâu đó mọi người sẽ có thể mọi người sẽ quên cái ngoặc này, hoặc có một vài bảo là anh em bảo là ơ cái ngoặc này bỏ đi được mà có chạy sai có đâu, có sai đâu. Thử nhá. Đúng rồi anh Huy ạ. Anh Huy nếu mà anh em làm chi tiết thì như kiểu anh Huy bảo mọi người check cái tin nhắn của anh Huy á, phải xử lý cả trường hợp mà nó nằm ngoài cái khoảng dữ liệu thực tế của mình ấy, thì mới tốt nhé. Ví dụ như anh nhập vào 4 đi ạ. Với lại vấn đề của chúng ta nhé, chúng ta bỏ cái ngoặc đi nhé. Code nó vẫn chạy bình thường. Đấy. Thế tại sao lại phải viết cái ngoặc nhọn kia để cho nó dài ra? À, thực ra đây là cú pháp viết gọn của nó. Tức là nếu mà bên trong này ấy, mọi người chỉ có một dòng code á, thì mọi người bỏ ngoặc đi không sao. Nhưng nếu mọi người có nhiều hơn một dòng code thì sẽ sinh ra lỗi. Mọi người sẽ không kiểm soát được vấn đề đấy, nên lời khuyên là nếu chúng ta viết ban đầu ấy, tốt nhất là mọi người viết ngoặc đầy đủ vào cho nó dễ. Sẽ có những người khuyên mọi người là viết bỏ đi cho ngắn, nhưng mà như anh thì sẽ khuyên mọi người là viết đầy đủ vào đi cho cái việc nhầm lẫn nó đỡ xảy ra, mọi người sẽ tránh được một vài trường hợp đau đầu. Tiếp tục thì chúng ta sẽ có điểm này. Chỗ này thì người ta viết như thế này thì mình có viết vào được không, thì đây chính là một cái lỗi khá là điển hình.
rất nhiều chúng ta rất nhiều kiểu theo tư duy bình thường toán học của mình á, thì mình nghĩ là chỗ này phải được chứ nhỉ, thế như này được mà đúng không? Tuy nhiên thì trong lập trình á, nó sẽ thực hiện từng từng bước một á. Thì là đương nhiên là chỗ này chúng ta chỉ có thể từng cái này xong rồi mới cái đoạn đằng sau này, nên là nó không cho phép mình viết như thế này mà phải viết như thế này đấy anh em ạ, viết như này. Và cái dấu nhọn bằng này chúng ta phải viết đúng thứ tự của nó, dấu nhỏ hơn trước được chưa. Và chúng ta sẽ làm gì nữa? Chúng ta alert đây nào. Và chúng ta đến với trường hợp cuối cùng là lớn hơn 10 và nhỏ hơn. À, lớn bằng 8 và nhỏ hơn 10. Nào, bằng 10 chứ đúng không? Chúng ta sẽ biết như thế nào. Rồi. Okay, đây, vậy là một bài gọi là sương sương về kết quả gì nào? Điều kiện một chút đúng không? Một bài nó phức tạp hơn một chút rồi. Kết hợp với các điều kiện rồi. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ có một vài cái ví dụ nó không nằm trong cái nội dung thực hành, chúng ta sẽ đến và đi trước một tí nha anh em nhé. Ở dừng chỗ này khoảng 2 phút đi, sau đó thì chúng ta sẽ đến series bọn lý thuyết về điều kiện để anh em có thể xác định rõ các trường hợp hơn. Rồi, thì câu hỏi của Huy khá là hay. Mọi người sẽ có nhé. Chúng ta sẽ có vấn đề như thế này này. Hai dấu bằng và dấu bằng khác nhau ở đâu nhé? Thì từ nay chúng ta sẽ không nói đúng và sai nữa nhé. Thì thay vì mọi người nói đúng thì mọi người nói true. Thay vì nói sai thì nói false cho quen nhé. Thì giờ chúng ta sẽ có ví dụ như này. Đây là hai ví dụ khá là quan trọng trong việc phân biệt được hai dấu bằng và ba dấu bằng. Và mọi người nếu mà người làm chuẩn, mọi người phải kiểm soát được là dữ liệu mọi người đang có là gì nhé. Và chúng ta có ví dụ như sau. Chuỗi 2 và số 2 mọi người dùng hai dấu bằng ấy, nó sẽ là true, tức là đúng. Còn nếu mọi người dùng ba dấu bằng ấy, nó sẽ là sai. Ồ, tại sao đấy? Đây là quy tắc kiểm tra điều kiện, kiểm tra các biến của JavaScript. Cái nói chung là ba dấu bằng nó sẽ chặt chẽ hơn, nó sẽ so sánh được cả kiểu dữ liệu hiện tại của nó là gì. Còn hai dấu bằng ấy, nó sẽ so sánh giá trị bên trong của hai cái dữ liệu đấy. Và nếu là mọi người không kiểm soát tốt dữ liệu ấy, thì tốt nhất là mọi người dùng hai dấu bằng thôi. Đấy. Đó là lựa chọn hoàn hảo cho những anh em mà chưa quen kiểm soát dữ liệu. Kiểm soát dữ liệu đây là mọi người biết chắc chắn là dữ liệu mọi người đang có ấy, là string hay là number. Mọi người biết chắc chắn là cả hai là number hoặc là cái này là string cái kia number ấy, mọi người sẽ chắc chắn dùng được cái nào hoặc cái nào. Còn nếu mà không ấy, làm bài toán bình thường ấy, thì anh em viết hai dấu bằng thì thoảng nó sẽ báo màu vàng vàng tí mà nó không lỗi đâu. Ba dấu bằng thì nó chặt chẽ hơn nhưng mà nó cũng không hẳn hay anh em ạ. Nó chặt chẽ là chặt chẽ, còn đương nhiên chặt chẽ là sinh ra vấn đề là chúng ta phải kiểm soát được dữ liệu của mình đúng không nhá. Thì đấy là hai dấu bằng, ba dấu bằng. Một thằng thì so sánh giá trị thực sự, còn một thằng thì so sánh kiểu dữ liệu nữa rồi mới so sánh giá trị đấy. Thì anh em lưu ý.
Rồi, chúng ta bước sang cái nội dung mà như anh vừa bảo, đó là chúng ta sẽ bước sang những cái phần liên quan tới lý thuyết một tí. Chúng ta quay lại với điều kiện này. Bây giờ như anh sẽ có một loạt những cái biểu thức nó hơi trừu tượng hơn một tí. Ở đây thì anh sẽ có một cái biểu thức như sau. Cú pháp của này sẽ là gì ạ? Hai kiểu string và hai và số 2 kiểu number trong những phân thì khác nhau không? Có chính xác là có hai kiểu string và hai kiểu number khác nhau, nhưng mà sau đấy trong kiểu nhị phân thì sẽ khá là khó nói, bởi vì là chúng ta không biết là cái ngôn ngữ hiện tại nó sẽ kiểm soát bằng cách nào, nhưng mà về bản chất thì cái cách mà chúng nó lưu trữ nó sẽ tạo ra hai vùng nhớ khác hẳn nhau để lưu trữ, sẽ khác nhau. Cái biển cái kiểu anh em dùng lưu để number nó sẽ lưu một chỗ khác, còn string sẽ lưu một chỗ khác, nó sẽ không lưu cùng một kiểu với nhau nên là sẽ bị phô. Rồi chúng ta đến với bọn này điều kiện. Thì bây giờ mình đến cú pháp của nó, thì như anh sẽ đặt cái biểu thức bên trong hoặc là điều kiện là A nhé, và bây giờ thì mình sẽ xem cú pháp của nó viết như thế nào này. Và viết bên trên mình cho dễ. If này, cú pháp của nó sẽ là if A này. Sau đó thì mình sẽ gọi đoạn có bên trong là x. Rồi, thế thì bây giờ chú thích một chút. A là gì, x là gì? A sẽ gọi là gì anh em nào? A là gì? A là gì anh em? Nếu mà viết công thức nó như thế này thì A là gì? X là gì? A là điều kiện. A là điều kiện. Rồi. Chúng ta sẽ viết x trước đi nhá. A là biến à? À. X là đoạn code. Nhưng sẽ viết nó là đoạn code luôn nhé. Đoạn code. Một đoạn code bất kỳ gì đấy. Còn A sẽ là, thực ra nó là một cái boolean anh em ạ. Tức là nó gì ạ? Nó là true hoặc false. Chính xác nhé. Chính xác của nó sẽ là true hoặc false. Tại sao nói như thế? Mà nó không phải điều kiện như nãy giờ chúng ta dùng. Nhưng mà thực ra thì cái nãy giờ chúng ta dùng cái kết quả cuối cùng của nó ấy, cũng là true hoặc false, và chẳng qua là chúng ta đang dùng nó với vai trò điều kiện thì nó đúng. Tuy nhiên thì về bản chất ấy, thì nó hoàn toàn thể viết như này mọi người ạ. Nó viết như thế này cũng chạy rồi. True vẫn ok nhé. Alice 10 nhỉ? Thì ok, vẫn ok đúng không? Thì chúng ta sẽ biết chắc chắn là A sẽ là true hoặc false. Tuy nhiên thì dịch ra tiếng Việt một chút, dễ hiểu một chút thì đó là biểu thức điều kiện. Mình cứ tìm người Việt dịch tiếng Việt thôi. Cho dễ hiểu đã, chưa cần phải đúng đoán thôi đấy. Thế bây giờ nếu mà mọi người bảo là x chạy khi nào? X chạy khi nào? Cái đoạn code x ấy, chạy khi gì ạ? X chạy khi nào anh em? À đúng, đúng không? À true đi, à không true. Hoặc à đúng cũng được nhé. Đấy, thì mình sẽ nói là đúng. X, A true hoặc A đúng không em ạ? Được chưa? Rồi, thì đấy là ví dụ đầu tiên. Thế bây giờ hỏi mọi người nhá. Nếu bây giờ có Y ở đây, thì Y chạy khi nào? Y chạy khi nào? Đấy, đối với biết Y chạy khi nào? A fail, một lựa chọn. Ai có đáp án khác không nào? Bạn anh em còn lại đâu, cho nhanh đáp án nào. Y nào, y chạy khi có điều kiện khác. Rồi tiếp tục đi mọi người, vẫn chưa đúng. Y không đúng, y chạy ngoài A, y luôn chạy đúng nha anh em nhé. Y luôn chạy, y nó không ảnh hưởng bất kỳ cái gì bởi điều kiện, cái ngoặc của điều kiện này cả, nên nó chẳng liên quan gì cái biểu thức, và đương nhiên là nó sẽ luôn chạy, luôn chạy, và nó có điều duy nhất là nó chạy sau x thôi, nếu mà có thì nó chạy sau x, còn về bản chất thì nó luôn chạy nhé. Luôn chạy nha mọi người, nhớ là cái nào mà không trong điều kiện ấy, thì nó sẽ luôn chạy anh em ạ. Đấy, lưu ý một tí, rất là dễ nhầm chỗ này. Rồi ok, đấy là cái loại đầu tiên. Loại thứ hai thì nhanh sẽ nhắc đến, đó là loại như sau.
ta sẽ dựa vào những biểu thức này chúng ta học cú pháp của nó mọi người nhé. Dấu và b nào, x và y chạy khi nào? Ở vấn đề y đấy, đố anh em biết nhé. Ví dụ này x và y chạy khi nào đấy? Nào, x và y chạy khi nào? Đúng không anh em ơi? Em nhớ nhá, chúng ta chưa quan tâm đến x lắm, nhưng a nhé, cái a ấy, à quên, cái y ấy, luôn luôn chạy, bởi vì nó không nằm trong điều kiện nào nhé. Y luôn chạy. Thế này anh em phải nhớ, một cái biểu thức mà nằm ngoài cái ngoặc nhọn của điều kiện đó, nó sẽ luôn chạy đâu, chẳng ảnh hưởng gì cả. X chạy khi a và b phải là cùng đúng, cùng đúng mới được. Bây giờ đấy, anh em cũng thông thông với chứ nhỉ. Tiếp tục nhá, thì bây giờ đến hoặc đi. À, bây giờ chúng ta sẽ chỉ cần quan tâm x thôi, thì x chạy khi nào? X chạy khi nào anh? Cái ví dụ này, x chạy. À. True. Đúng rồi anh em ạ, cái chỗ này hoặc nhá, cái này dễ hiểu đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đến những cái dạng nâng cao hơn của nó nhé. Không phải nâng cao hơn, được ra là nó vẫn là thuộc dạng cơ bản, có điều chúng ta nãy giờ chúng ta chưa làm thôi. Chúng ta sẽ đến dạng tiếp theo, ở đây thì anh sẽ nhắc đến cái dạng mà nó có L, sẽ như thế nào. L bây giờ L y này anh em này, thì chúng ta mới nhắc đến cái vấn đề này. Rồi anh em ơi, trường hợp này chúng ta quay lại là ở x sẽ chạy khi a, đúng rồi, thế thì y sẽ chạy khi nào? Nào, y sẽ chạy khi nào? À, sai đúng không anh em ạ? Ok, câu này nhớ nhá, anh em nhớ nhá. Nếu mà chúng ta có cái cú pháp mà x x a nhé, xong l gì đấy, thì cái đoạn bên dưới sau l ấy, nó sẽ chạy khi mà cái điều kiện bên trên bị sai, được chưa? Thì như anh lại hỏi mọi người thêm một câu thế này một chút. Bây giờ mình có là x điểm đâu nhỉ? Điểm nhỏ hơn hoặc bằng 5 và điểm nhỏ hơn, đây là lớn hơn, nhỏ hơn 8. X này, L, Y này. Rồi, tất cả mọi người cho nhanh biết Y khi nào chạy. Điều kiện thực tế bây giờ chuyển cái dạng này sang dạng chỉ có if ấy, thì cái L này chúng ta thay thành cái gì? Đúng không? X chạy khi mà điểm nó nằm trong khoảng này rồi, thế y chạy khi điểm như thế nào? X chạy khi điểm nằm trong khoảng này, ok, y chạy khi nào? N đấy. Đúng không em ạ? Cái này anh em rất lưu ý nhá, cái này rất dễ nhầm này. Đúng rồi, cái này không không phải vào đâu anh em ạ. Cho anh em lưu ý nhá, cái khoảng của chúng ta là 5 đến 8 đúng không? Và chỉ cần y ấy, nó nằm ở cái điểm ấy, nó nằm khoảng khoảng 5 và 8, tức là nó sẽ nhỏ hơn 5 và lớn hơn bằng 8 là ok. Thì cái này y chạy y điểm điểm nhỏ hơn 5 và hoặc chứ hoặc nhỉ, điểm lớn hơn bằng 8 đấy, rất dễ nhầm nhé. Và mọi người sẽ thấy là cái việc nếu mà tôi viết như thế tôi dùng L làm gì, tôi viết thẳng cái này là xong. Thực ra L nếu mọi người kiểm soát tốt cái logic của mọi người trong điều kiện thì dùng L rất là hay, nhưng mà nếu chưa quen lúc đầu thì mọi người dùng chạy ít cho nhanh cũng được, nhưng anh không có vấn đề gì trong việc mọi người dùng if hay L, mọi người dùng cái nào thì code nó vẫn chạy rồi, ok đấy, nên là cứ thoải mái thôi, mọi người dùng cái gì cũng được, không bó buộc bản thân là if hay L, mọi người dùng chạy if cũng được, mọi người thích dùng thêm L cũng không sao, miễn là gì ạ, miễn là kết quả bài toán như anh cho mọi người làm đúng là ok nhá. Đây thì đây là một cái ví dụ để anh em hình dung là L nó sẽ ngược lại điều kiện và nó sẽ làm code ngắn đi, tuy nhiên vấn đề của nó là phần logic của chúng ta phải kiểm soát được đúng không ạ. Ok xong, lưu ý thế thôi nhé. Tiếp tục chúng ta nâng cấp hơn một chút, chúng ta lại có Z ở đây đi, à, Z, Z.
gì đấy, Z ở đây, tôi nghe biết Z chạy khi nào. Đúng rồi anh em ạ. Đấy, tỉnh táo thế nhở? Sẽ luôn chạy anh em chuẩn nhá. Ok, sao? Nhớ nhá, sẽ luôn chạy nhá. Bởi vì sao? Bởi vì nó đang chẳng nằm đâu ạ. À. Nên nó sẽ luôn chạy thôi. Được chưa? Rồi. Ở trên thì ôi thêm cái thằng eo một tí đi. Thêm thằng eo một chút. Nếu mà như này sao? Nào. Z thì luôn chạy thì bỏ đi nhá. Không quan tâm nhá. Bây giờ có B ở kia nữa thì như nào anh em nhỉ? X chạy khi nào và Y chạy khi nào? X chạy khi nào và Y chạy khi nào anh em? A hoặc B sai em. Hoặc B sai. Ừ, cũng đúng. Y luôn chạy là sai rồi. Y nó đang nằm trong eo thì nó sẽ phải chạy bình thường. Nó không được eo chứ. Y không thể luôn chạy mọi người nha. Cẩn thận nha. Rồi như anh sẽ nói. Thì cái gì ạ? À? Cái x hiện chúng ta quen lắm rồi đúng không? Ôi, Kim trả lời một câu chấm hết luôn. Không biết nói gì nữa bây giờ. X chạy khi thỏa mãn, Y chạy khi ngược lại. Thì biết nói gì bây giờ đây. À, vậy cũng đúng nhá. Rồi, thế thì Y, Y chạy khi gì ạ? Y chạy khi trường hợp ngược lại. Cái trường hợp ngược lại của A và B cùng đúng ấy, nó sẽ không đơn giản chỉ là A và B sai, A và B cùng sai nhé. A đúng B sai cũng được. B đúng A sai cũng được anh em nhé. Được chưa? Nên là chạy khi A và B không đồng thời đúng. Đấy nhá. Cái trường hợp ngược lại của A và B ấy, nó sẽ là trường hợp A và B không đồng thời đúng anh em. Đấy chưa? A và B không đồng thời đúng, chỉ cần một trong hai đúng. Cái còn lại sai là ok, nhưng mà chỉ cần nó hai cái cùng bằng nhau đúng là đi. Đấy, thì anh em lưu ý Y chạy khi A và B không đồng thời đúng. Đấy, cẩn thận anh em nhá. Ok. Nốt đi, nốt kế hoạch đi nhỉ. Có kế hoạch nữa mà. Rồi, kế hoạch đi. Điều kiện là xử lý đi anh em ơi. Nào, XY nào anh em ơi. Lại cho nhanh có XY vào đây. Đúng rồi, một trong hai AB đúng. Rồi anh em chuẩn nhá. Cái này anh em làm đúng rồi. B cùng sai. Y sẽ chạy khi A và B cùng sai. Chuẩn anh em ạ. X chỉ chạy khi A hoặc B đúng. Và nó cả hai thằng cùng đúng thì càng tốt. Còn không thì chỉ cần một trong hai đúng là ok. Còn Y sẽ chạy khi A và B cùng sai. Chưa? Thì đây là một vài ví dụ liên quan đến eo. Chúng ta còn một dạng nữa. Một dạng nữa của điều kiện. Thì để xem nào. 2, 2, 10, 21, 21, 21. Ờ, thôi rồi, bài sau đi. Để bài sau nhé, sẽ nói một dạng đấy. Nó còn một dạng lồng nhau nữa. Với một dạng biểu thức điều kiện hỏi chấm hai chấm nữa. Thì để sau. Còn hôm nay chúng ta đi nói chung là nhập môn với thằng điều kiện một chút. Cũng như là biết nó có những cái dạng cơ bản nào. Dạng cơ bản đầu tiên thì chúng ta có điều kiện đơn.
điều kiện kết hợp, điều kiện hoặc L. Đấy, thì đấy là những dạng cơ bản chúng ta đã học. Và mọi người lưu ý nhé, trong một bài toán á, mọi người hoàn toàn có thể làm bằng if, chỉ có if chay cũng được, chỉ if chay kết hợp với và với hoặc. Được chưa? Hoặc là chúng ta dùng if else cũng được. Đấy, thế là mọi người nếu chưa quen else thì mọi người cứ dùng if chay như này và dùng những ký hiệu và với hoặc là ok. Được chưa? Và có một cái thử thách nhỏ nhỏ cho những anh em đã học lập trình qua rồi nhé, đó là mọi người phân biệt cho những anh những cái này với nhau. Cái là cho những ai đã học lập trình qua phần này rồi thì mọi người hãy phân biệt cho những cái này. Nếu được thì hãy phân biệt những cái này cho nhau. Và với lại và một với lại hoặc với lại hoặc đơn ấy. Đấy, hai cái này. Nên cần mọi người phân biệt cho nhanh được hai cặp này khác nhau bên trong nó ở đâu. Đấy, khác nhau hoàn toàn mọi người nhé. Nên là nếu ai đã học lập trình rồi thì nhất định phải thử sức với hai cái này để phân biệt khác nhau. Đấy. Ok thì đấy là cho những ai đã học lập trình rồi. Còn bây giờ thì Nguyên Anh sẽ tìm bài tập gửi cho mọi người xem là chúng ta sẽ làm bài gì ạ. À? Anh em chờ chút. Anh ngắm ngắm trên hệ thống xem có bài nào ghi chú luôn. Mọi người không cần thiết phải tự lên hệ thống mọi người làm bài tập mới nhá, bởi vì như anh sẽ chọn lựa bài tập để mọi người làm nhé. Không phải là bài nào anh em cũng chiến đâu anh em ạ. Có những bài nó rất là khó, nó không động vào đâu. Anh em cẩn thận nhá. Nói nhiều bài nó quá lắm. Bài này giống bài vừa làm rồi. Tính hoa hồng trên cái điện thoại. Năm bài đầu thì rất là bình thường nhé. Trong khi bài năm thì như anh còn vừa chữa rồi nhé. Đúng không ạ? À, thực không phải chữa rồi mà là nó đa ná cái bài vừa chữa xếp hạng ấy, khá giống. Thì năm bài đầu bình thường, tuy nhiên đến bài thứ sáu này, bài thứ bảy ấy, thì nó lại kiểu nó hơi lằng ngoằng. Thực ra thì bài này khá là hay nhưng mà mọi người phải phải tự xác định rõ cái khoản hoa hồng là như thế nào á. Ví dụ là bán được một nhập vào số lượng hàng đã bán. Nếu mà trên 1 triệu ấy, hoa hồng tôi chia cho ông là 5%. Nếu mà trên 10 triệu thì hoa hồng là 6% chẳng hạn, thì mọi người phải tự đặt điều kiện thì như thế nó hơi lằng ngoằng. Có chăng thì mọi người làm cái quả tính tiền điện ấy anh em ạ. Tính tiền điện của nhà nước mới hay. Rồi. Buổi đầu thì cứ cho mọi người làm 5 bài cơ bản trước đi ạ. Đấy. Thì mọi người nhớ nộp bài tập nha mọi người. Lên. Ok mà. Tôi cứ giữa giờ học em gửi thế. Ok, còn channel này. Mọi người nộp bài tập nhé. Nào, đây. À, buổi sau chúng ta vẫn học về điều kiện đó mọi người nhá. Nếu mọi người cần chữa bất kỳ bài nào thì mọi người nhớ bảo Linh đầu giờ, đúng không ạ? Đầu giờ, còn như anh thì anh sẽ tiếp mọi người từ lúc 8 giờ. Chưa anh em, còn nội dung gì anh em cần cần quan tâm nữa không nào? Cần nói gì thêm về phần điều kiện nữa không? Hai như anh, cho Vâng. chị hỏi cái link GitHub của em là ở chỗ nào á? GitHub của em ạ. Để em check lại xem em ghim cho mọi người cho nhá. Chắc là chưa hả? Không thì tí em sẽ cập nhật cái file của lớp mình đây. Ở cái phần mà em đính link Zoom, link request các thứ á, thì nó có một cái tab là tab Git và Zoom á. Thì mọi người thể Ok. vào cái đây có link của em luôn. Đó. Ok. À. Rồi, cảm ơn. Vâng. Chào. Vậy thì điều kiện thì anh em gọi là làm bài tập vui vui cho vui vẻ không, không khó lắm nhá. Đến phần vòng lặp với nó mới đau đầu. Trong các cái nội dung 6 phần nội cơ bản ấy, thì phần hàm là khó nhất thì hơi đau đầu chỗ đấy, còn những cái phần còn lại thì anh thấy là có phần lặp nó cũng hơi ngang một tí, chứ còn lại thì phần điều kiện và phần mạng thì khá là ok. Chờ bài này anh em cứ chiêu chiêu như từ mọi người sẽ không đi nhanh lắm đâu, anh em thấy nhanh thì anh em nhắc. Rồi, anh em mà không vấn đề gì thì chúng ta off ở đây được rồi. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Chúng ta lại gặp nhau vào thứ mấy nhỉ? Thứ ba tuần sau. Ok, em chào mọi người nha. Ok, chào mọi người. Chào anh.